Thì hello, xin chào toàn thể anh em. Thì lúc nãy mình hẹn anh em là 20 giờ 30 phút, nhưng do công việc mình chậm mất 30 phút. Rất mong cả nhà thông cảm. Thì ở đây mình đón nhận được tình trạng là trên những cái dòng xe như thế này, đặc biệt hôm nay một cái trung tâm hét Honda lớn ở một con xe như thế này. Và anh ở trong hét, anh nó bảo con xe này hàn tầm khoảng 3 ngày rồi. Con này con SH. Thì hy vọng rằng anh em đang xem cái video này có hữu ích thì anh em chia sẻ. Ai biết rồi thì nó dễ, không biết thì đương nhiên nó sẽ là 3 ngày. Đấy, đôi khi thì có cả một đội quân luôn, tầm gần 10 người. Nói chung ở trong head thì anh em biết rồi, ở đây có một cái head rất lớn, nguyên một cái head hầu như cả 10 người, từ nhân viên kỹ thuật trưởng, kỹ thuật phó và kỹ thuật mặc áo trắng. Áo xanh thì có hai người, người trưởng, người phó. Thì ở đây là một con xe SH. Con xe này SH K77, K78 như nhau. Đó, 2017 cho tới 2019. Cuối cùng và đầu tiên của cái dòng xe SH có hệ thống trang bị đèn LED. Và tới 2019 là hết. Và 2020 là những dòng xe đời mới bây giờ. Thì cuộc sống mà, không phải là chúng ta giỏi bởi vì người ta không biết, hoặc là nhiều khách hàng cứ bảo bọn em biết gì đâu để mang con xe vào trong hết. Người ta được đi tập huấn liên tục, những dòng xe mới ra được có chuyên môn, người ta được đi tập huấn. Còn bọn em ở đây thì thấy em cứ suốt ngày sửa, nhiều lúc các em lấy con xe của anh chị ra thử nghiệm. Thì em xin thưa với anh chị rằng không phải ai cũng như vậy cả. Cuộc sống phải có người nọ người kia, thợ yếu, thợ giỏi. Và chúng ta phải biết nhìn vào cửa hàng đấy để đánh giá như thế nào. Hoặc là đây là em chia sẻ cho anh chị khách hàng hoặc anh em thợ. Đây cũng là một cái trung tâm, một cái head khá là lớn. Thì em xin phép được giấu tên một cái head và anh kỹ thuật trưởng. Đây, 3 ngày. Và tiếp tục đây một cái head nữa. Xe mang vào ở trạng thái bận cực kỳ nhẹ, nhưng em đã kiểm tra con IC này tèo luôn rồi. IC này K66 của A Black đời 2016, đèn LED, khóa chìa. Đấy, mang vào hoặc phạt không biết bị cái gì. Thì em đã test trên cái mô hình, lên đường luôn. Xin chia buồn. Đấy, cái này là đầu tiên một người xin chia buồn cả đã. Tiếp tục, người thứ hai. Mọi người chia sẻ cho em cái like đi được không ạ? Đấy, những anh em nào đang xem được cái like thì chúng ta cho cái chia sẻ. Cảm ơn anh em. Chia sẻ giùm mình Tuấn được không mọi người? Bữa nay Facebook nó bị bóp nhiều lắm anh em. Khó, cực kỳ khó cho bản thân mình đây. Mình đang cũng vào cũng không xem được. Đấy, đây. Mình chia sẻ vào đây nó cũng chấp hết. Bởi vì nó khá là bóp Facebook hiện tại. Đó, thấy không? Không coi được đây. Đây. Rồi bây giờ mới coi được này. Đó. Được chưa? Đấy. Rất mong anh em đang xem cái live này. Hy vọng rằng mọi người chia sẻ. Cái này là em chia sẻ thật. Cái này chỉ có anh em trong nhóm làm thần y, làm lợi xăng thì anh em mới biết. Ở người nào thôi. Đấy, còn bình thường em xin phép được giấu. Bởi vì công việc của mình tới mình xử lý ban bận, làm sao xong để mình lấy tiền thôi. Còn cái gì cảm thấy hay thì em chia sẻ cho mọi người.
Thì anh em này nó có cơ bảo cố gắng giúp, bởi vì khách hàng người ta không có sự chờ đợi lâu, đặc biệt vào những trung tâm cỡ lớn hoặc là những cái chuỗi cửa hàng trong tay có 5-10 người thợ, một con xe 3 ngày không giải quyết xong, bởi vì nhiều khách hàng người ta không có xe nhiều, người ta cần một cái xe là cái phương tiện đi hàng ngày, cái xe như là một cái chân của chúng ta. Thì đương nhiên khách hàng lúc này sẽ hối, thì tất cả anh em chúng ta sẽ phải cuống, chúng ta cố gắng để chúng ta xử lý, nhưng lúc này thật sự chúng ta không có xe để chúng ta sàng qua. Được chưa? Xe này trong hết, bảo đảm hết hàng, chờ xe khách mang như này vào để lại để đổi, nhưng thật sự không có. Khách hàng ngồi đấy thì làm sao dám đổi? Khách hàng lúc nào ngồi kè kè ở cái bàn uống nước thì không thể nào dám đổi được. Khách hàng bảo vào bảo dưỡng ABC tại sao đi mở cái này ra. Thế đổi xe này vào thì khách hàng sẽ có một cái nhận định nó khác. Nên thật sự chờ được cơ hội đó khó, nên 3 ngày bây giờ mới mang cho mình. Và bảo tối nay anh cố gắng xử lý cho em, để sáng mai em lắp và giao cho khách hàng. Thì nhiệm vụ của mình phải xong. Nhưng con xe này đầu tiên chỉ cần tả bận thì mình đã biết bị cái gì rồi. Đó. Không phải là chúng ta được đi tập huấn, chúng ta được học nhiều mà chúng ta giỏi. Cái quan trọng là chúng ta phải va chạm. Cái quan trọng là chúng ta phải có tư duy, có một cái trí nhớ. Đấy. Và chúng ta phải biết ngay nó phật phật là ở cái đoạn nào. Trên con xe trang bị bộ ba SH trùng với Winner, Sonic vân vân. Thì anh kỹ thuật trưởng này anh bảo có phải cần theo cả cái cúp CKB nữa không anh? Thì con xe chỉ cần đơn giản là cái gì? Mang vào ở trạng thái nổ ga ti, bấm nổ. Nhưng chạy ở ga cuối không có, gọi là thốc ga đột ngột. Đấy, gọi là chúng ta lên một tầm ga đột ngột khi chúng ta muốn vượt bất kỳ một cái xe nào ở phía trước. Nhưng lúc này nó lịm lại, gọi là từ hụt ga. Không phải là hụp ga nha. Thì lúc này gọi là từ hụt ga, nó sẽ lịm xuống. Bởi vì đơn giản chỉ cần như thế thôi là chúng ta sẽ biết bị cái gì rồi. Đúng không? Rồi, theo anh em comment ở phía dưới bao nhiêu người biết bị cái gì ạ? Đấy, một con xe chẳng cần cái máy gì cả. Nhưng anh em này ở trong hết dùng hẳn con MCI. Kỹ thuật trưởng mà, người ta có quyền sử dụng được con MCI. Nhưng tất cả cái máy ở trên tay chúng ta là cái gì? Là một cái công cụ chẩn đoán để chúng ta bắt được cái lỗi nào sai để chúng ta sửa. Còn tất cả nó hoàn hảo thì không bao giờ máy bắt ra bận. Mình dám đảm bảo cái đó anh em 100%. Nếu tất cả thông số đều ngon lành càn đào ở trạng thái ECM tối ưu trừ trạng thái 5, 7, 8, 9, 10, 11%, 12% thì không có tài nào cái máy bắt ra bận. Cái máy chẩn đoán để chẩn những cái mã lỗi, chẩn những cái sai lật nằm trong cái dữ liệu ở trong con ECU. Đấy, nó sẽ là một con tính toán tín hiệu đầu vào và nó phải nhảy số cực nhanh để nó tính toán đưa ra một cái đầu ra và nhận đầu vào. Nó phải tính toán, nó phải nhảy cực nhanh. Đấy, nó không thể nào tính toán chậm như mình được. Gọi là cái đầu nhảy số nhanh thì chúng ta sẽ thắng lợi ở trong cuộc sống này. Đấy. Thì hôm nay mình cũng sẽ test trên xe để chứng minh cho anh em mình không bao giờ nói phét. Đấy, mang họng gà rồi kiểm tra có khi nào bị kim phun không. Em đổi kim phun rồi. Bây giờ có mỗi con IC này nữa là em không có để thử. Thì bây giờ nhà anh có thiết bị thì anh kiểm tra xem con này bị lỗi không. Đó. Nổ ga được thì không thể nào lỗi rồi. Không bao giờ con IC này bị hụt ga cả, ga giữa cả, hay bị ga cuối cả. Và cái con này thì xin chia buồn. Con này thì em xin phép chia buồn anh em. Đó. Rồi con này thì bây giờ gần 3 triệu. Ngày mai thích thì ok thì mình sẽ tháo cái mô hình ra bán. Không có thì anh em bảo công ty gửi hàng về. Và cái này anh em phải bỏ tiền túi. Anh em này bảo nếu đen thì em sẽ mất gần 1 tháng lương. Đó. Ở trong hết lỗi của ai thì người đấy phải đền. Còn không biết ở trong hết ở chỗ anh em ở thì sao mình không biết. Ở đây con xe khách hàng mang vào ở trạng thái nổ máy, nhưng câu dây hay làm gì đó chết thì người thợ đó phải xì tiền túi. Đó. Mua ngoài thì đương nhiên đền cho khách rẻ hơn. Còn xuất kho thì đương nhiên sẽ phải trừ vào lương tháng. Đó là quy luật trong cuộc sống. Chứ không phải là ok cái khóa này ra mở ra tôi đi tham gia đào tạo
Nhưng cái quan trọng chúng ta có cái số để chúng ta nhảy nhanh hay không. Đấy, cứ FI này có cái ông này ông đi học, hay có cái trung tâm này mở ra là phân tích chẩn đoán động cơ. Tôi đố cái máy nào trên Việt Nam chẩn đoán cái động cơ nha. Đấy, các những anh thầy, ông bà, ông ngoại nào ấy, đừng có phét lác. Cầm máy lên biết bị cái gì. Khi tất cả thông số đều đạt tiêu chuẩn, tôi cùi luôn. Rồi thì ok, con này đơn giản thôi. Tí mình báo đây luôn, nếu anh em này coi được online không biết, mình nhận xử lý cái này 800 nhá. Không biết mình làm cái gì, đồng ý thì mình làm, không đồng ý thôi. Nhưng thật sự cái này chết TBS. Rồi, để mình mở cái điện lên cho anh em cho nó sáng sủa. Đây, con này thì nó sẽ xài chung TBS của Winner và SH. Mình ở đây chẳng có thứ thiếu gì cả. Ở đây mình chỉ có thiếu tiền thôi. Máy ông nội ông ngoại EC Pro, Smart FI, Smart Tool, Motosican. Nói chung ở đây mình chẳng thiếu cái gì trong cuộc đời này cả. Và tiếp tục TB ở đây. TB mình còn đang bán hàng cho anh em rất nhiều đây. Đấy, kéo lại đè luôn cả TB, cả chết này, thần y này, cả TB. Ok. Đó. Rồi. Cả EC Pro ở đây, nói chung phải chất bằng thùng. Đấy. Smart Tool, EC Pro 2, Smart FI, Motosican, nói chung không thiếu. Rồi, đầu tiên mình sẽ làm cái này. Đây, nó sẽ là trùng con Winner của mình. À. Rồi, thì lúc này mình sẽ thò tay để tháo cái rắc ở trong bộ ba cảm biến. Rồi, hy vọng rằng cái video này hay thì anh em hay hữu ích, anh em hãy chia sẻ nha. Rồi, xe mình nó mới anh em à. Hy sinh cái quần, lót nó lại nó chảy lốc. Ok, của bền tại người. Đúng không quý vị, của bền tại người. Đó. Rồi. Rồi thì lúc này anh em chúng ta sẽ cấm TBS. Ok. Rồi lúc này chúng ta sẽ phải sử dụng thiết bị cho cái Smart Tool cho dễ đi. Đấy, Smart Tool này cho anh em dễ sử dụng. Đấy chưa, cho nó quen thuộc. Đấy, ở đây chẳng có cái gì cả, là anh công tử xe. Này, công tử xe ở đây chắc phải từ đây tới Tết mới về. Không về nổi nữa. Đấy. Anh trai qua kia kết nối em dây cả live bên kia nhỉ. Qua kia qua. Rồi, anh bật cho em cái khóa điện lên. Rồi, máy này máy mới nhá, nên em sẽ phải sử dụng cái bì. Rồi thì lúc này chúng ta sẽ vào thông thường như tất cả những dòng xe full xăng điện tử, động cơ. Rồi Honda. Rồi đêm nay anh em nào mua máy luôn tặng quà hấp dẫn. Rồi chúng ta lúc này không cần phải đọc lỗi, xóa lỗi làm cái gì cả, bởi vì nó hụt ga cuối. Anh em chỉ cần vào ngay cái khúc dữ liệu động cơ. Bấm cho mình cái Enter. Rồi anh em sẽ nhìn ngay vào cái TBS và cái điện áp. Gốc mở bóng ga chuẩn. Điện áp đang là 448mV. Nói chung là gần nửa vôn. Mọi người thấy không ạ? Thấy cho em bấm cái OK đi nào. Đó. Rồi em nhờ anh công tử xe vào trong kia chút. Chờ em chút. Rồi để anh em thấy không đã. Đó, cam ở đây. OK. Rồi mọi người thấy nét không? Trần Quốc Dũng chào em trai. Rồi cả nhà cảm thấy thấy rõ, bấm em hàng loạt cái OK để hôm nay chúng ta nhìn. Cuộc sống này còn rất nhiều người còn hiếu. Nên Tuấn chỉ là một người thợ biết chia sẻ. Không có rải ra sự đẳng cấp ở đây được. Không thấy hả? Sao lại không thấy nhỉ? Hoàng Cổ. Thấy không?
Tại sao ông Hoàng Hạnh kia cứ bảo là không? Thì anh Hoàng Hạnh kiểm tra lại cái máy của mình nhá. 100 người bấm ok mà một người không ok thì phải kiểm tra lại người đó. Giờ đấy. Rồi vừa xem vừa chia sẻ. Rồi Hoàng Hạnh lúc này đã thấy bấm ok. Rồi bây giờ sẽ có hai cách để thử cho anh em thợ máy mình bắt bận. Một, anh sẽ đột ngột lên ga cho em ở trạng thái mức ga, vặn tay ga cho em đột ngột, bẻ đột ngột. Rồi đột ngột một cái anh em thấy không? Đây anh em nhìn thấy tay anh công tử xe đã vặn hết cỡ lên. Đó. Thì lúc này anh em sẽ nhìn ở đây, góc mở bấm ga có 17 độ. Thì lúc này TB chết, không cần phải suy nghĩ nhiều. Đó là cách để chúng ta xác định bộ ba cảm biến chết mặt TBS nhanh nhất. Anh nhả cóc về. Rồi anh lên từ từ coi nó bỏ cái giải bao nhiêu. Nếu chúng ta lên từ 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 từ. Rồi anh lên thêm cứ lên. Đó. 3.5, 4 chấm cứ vậy. Nửa độ 1. Lên từ từ thì nó ít hụt. Năm mươi, năm mươi bảy, sáu mươi, sáu ba, sáu tư, bảy mươi. Rồi, 70 rớt nha anh em. Đó, 70 lúc này là sẽ rớt, nếu chúng ta đi từ từ thì vẫn được. Còn cái này mà chúng ta đang đi, mà chúng ta muốn vượt một cái chướng ngại vật gì ở phía trước thì đương nhiên rất nguy hiểm. Đó, nó sẽ lịm ga lại nha anh em. Anh bút nhanh lên cái nữa cho em. Bút nhanh lên. Đó. Ok chưa? Đó, rồi. Ok, anh thả ra. Anh rút ra cả cho em. Rồi, ở đây có cái bộ ba con vít đúng không? Rồi, anh cầm luôn. Rồi, anh tháo ra, anh thay cho em con TB luôn. Đứng im đó, lấy vít đứng im đó luôn. Đây. Đấy, cuộc sống này chỉ là người biết, là một người thợ biết chia sẻ, người thợ chưa biết thôi. Không phải là lên trên này chúng ta là thầy để diễn tả cho nó ghê gớm về TBS hoạt động như thế nào là chuyên sâu. Chỉ cần chúng ta fix ra lối là chúng ta thay TBS là chúng ta lượm lúa. Đó, đây. Đó, rồi, thay TB ở đây. Rồi thì mình đã bảo rồi, cái TB này mình bán thì phải có lời. Anh em ở trong nhà làm cho con hai con. Tiếp tục xé bì này. Đó. Chơi vào luôn. 8 lít. Nha. Yeah. Chạy phần mềm reset IC gì đấy. Ví dụ như anh em như thế này đi tuyến trên thì phải mất tiền. Ở lỗi IC chạy phần mềm bởi vì hành 3 ngày rồi. Hàng cho né thở rồi, hàng cho khách hàng hối liên tục, khách hàng la mắng rồi, tuyến trên nó bảo chết IC thì cũng chịu thôi. Rồi, nhờ anh trai. Con còn thiếu gì không? Cộng xin. Nhớ. Rồi, nó có cộng xin. Ờ, dễ với người nào đã được học rồi, Sơn Nam ơi, còn chưa được học hay chưa cảm nhận được thì nó phê lòi mồm ấy. Ở đây nguyên là một cái head, nguyên một cái head lớn, 10 nhân viên không phải là ít. Nên đôi khi người ta chưa biết, ở trên đời vẫn nhiều anh em chưa biết mà. Nhiều anh em cứ vào hụt ga cái anh em chẳng biết cái gì. Đó là chuyện bình thường. Đây anh trai. Trời. Đó, như anh công tử xe này, công xin này, chưa biết lắp này. Đấy, nó khổ vậy ấy chứ. À. Rồi ok. Đấy, chưa biết thì nó khó thôi. Ai cũng vậy, ở trên mạng bây giờ anh em thật sự chúng ta có cái sự giúp đỡ anh em mới biết là hàng ngày rất nhiều anh em thợ gọi. Nào thì hụt, nào thì mất nguồn,
nào thì xe không khởi động được. Đấy, nói chung là nó khá là nhiều vấn đề. Rồi em lắp vào đi. Tắt khóa. Rồi. Ok. Mở khóa điện cho em. Động cơ. Ok. Dữ liệu. Rồi, công tử xe anh nhìn vào máy luôn, anh quay cho em tốc độ nhanh luôn. Vít ga. Rồi anh em nhìn thấy căng bét 76 độ, nhà pitch. Anh bút lên cho em 3 lần nữa. Nhanh tay lên. Bật mạnh lên, tay anh yếu thế. Kéo gãy vàng mất. Rồi, tiếp tục. Rồi, 76 độ căng đét. Ok chưa anh trai, thấy không? Đấy. Tất cả 123 người đang coi ở trong này, hy vọng anh em nào chưa biết thì nhớ clip video này. Được chưa? Nhớ. Nhớ video này luôn. Đấy. Ok. Ok không anh em? Bấm cho em cái subscribe. Đấy, bấm cho em cái subscribe. Cho em một phát nữa luôn. Tập thể dục cái tay ăn cũng được. Rồi. Ok. 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 Rồi, thank you anh. Rồi, lấy em cái rắc ra. Đó. Rồi, tắt em khóa điện để em con TV đây. Thấy không? Rồi, cực kỳ là đơn giản. Đây, cái xe này có công tử xe đứng đây mà. Chứ thì Tuấn nói sao mọi người phải làm cái gì, mắc mớ gì đâu, phải chứng minh. Đấy, đây, lúc tối mang vào này. Họng này. Ok chưa? Công tử xe siết con này mẹ, nếm ngay mực này như kiểu zin nhỉ. Đúng không? Cái này có sơn vàng quệt quệt tí nữa là EC. Đó. Ok. Thì cái này các bạn, thứ nhất mất tiền 800 ngàn, tự làm thì không sao. Thứ hai, thời gian mất rất 3 ngày. 3 ngày luôn. Có nhiều anh em làm nghề này bỏ ăn bỏ ngủ như kiểu cái bình xăng này. Nhiều anh em chưa biết thì nó khó vô vàn. Đấy, đâu phải là bỏ vào chọt cái lỗ mũi này ăn ngay đâu. Đấy, nhiều thần y chọt cái lỗ mũi này. Chọt lỗ mũi này mà chúng ta không thay đổi kết cấu ở trong này thì con xe cũng chẳng đạt. Chẳng qua là gì, các anh chọt cái lỗ mũi này để các anh mở thêm một tí gió vào trong này. Những cái quan trọng là các anh có hiểu, quan trọng là xăng lúc này các anh mở đường gió, xăng nó có tơi hay không. Đấy, hay mở càng to là cứ nghĩa là mở nhỏ không được lại mở to. Mở giết lúc này anh em bị biết bị cái gì không? Gọi là sự cuồng gió. Đấy, một cơn gió đi ngang qua bình thường thì chúng ta cảm thấy dễ chịu. Hay lúc này chúng ta gặp một cơn lốc đi ngang qua, chúng ta không cẩn thận thì đương nhiên nó sẽ cuốn chúng ta đi một nơi rất là xa, có thể là sa mạc. Đấy, bão táp. Thì anh em không phải là đi mua mới que chọt này về nhà chọt vào đây. Đấy, chọt vào đây được. Đấy, nó cực kỳ là đơn giản, còn không biết thì nó cực kỳ là khó. Nó đơn giản là cái này. Đấy, chỉ cần gọi điện từ xa là biết con xe này bị gì rồi. Nên đôi khi phải 3 ngày. Các anh có đồng tình quan điểm của Đình Tuấn không? Đó, đồng tình quan điểm của mình không? Đấy. Đó là cái chia sẻ chẳng có gì giấu, phải nhanh chóng để kết thúc. Đấy, tí nữa mình sẽ gọi đàm thoán. Thôi tình nghĩa anh em tí lấy 600-700 gì thôi nha. Cái này tình nghĩa anh em lấy 600-700. Được chưa? Và mình chỉ cho nhiều anh em một cách chơi như thế này. Có rất nhiều người xấu. Có thể là nhiều anh em nhờ anh em, nhưng một cái giá tiền có nhiều anh em nhận cái ban này hơn 1 triệu. Rồi. Cái gì cũng vừa phải thôi. Có thể là cái này tí nữa mình thích mình lấy anh em khoảng 500 hoặc là 400 cũng được. Bởi vì người ta đã khổ rồi. Nếu anh em khổ, mình chỉ lấy giá bằng con TBS này 300 nghìn. Còn mấy anh em trong hết, bởi vì các anh cuồng say, các anh ghê, các anh cuồng say, nên em sẽ lấy giá cao. Còn anh em thợ ở đây em chỉ bắt bận lấy tiền cái cục này thôi. Còn nhiều anh em đi với những cái nơi mà người ta muốn thịt anh em,
thì người ta đưa một cái giá này 1,5 triệu hoặc là 1 triệu, anh em không làm đúng không, biết nó là TB, tiếp tục người ta đẩy cho anh em cái kim này để đáy lại một tí nữa, dư sức người ta can thiệp vào cái kim này, anh em về nhà làm sao mà biết được, đúng không? Xe này đang bị hụt ga cuối mà có thể là người ta can thiệp vào cái kim này tí nữa đấy, người ta chưa kể người ta mổ xẻ cái xe nữa. Đó là anh em đi tuyến trên, gọi là cái từ mà người ta hơi bị nói tục một tí là từ bóp giái. Nó bóp cho anh em không thở được luôn. Trong cuộc chơi nó luôn luôn là như thế. Còn làm nghề này giết nhiều, chúng ta có kinh nghiệm. Nhưng làm là phải nhớ, gặp một lần thì chúng ta phải đóng đinh vào trong đầu mãi mãi cuộc đời này. Trừ khi nào không làm nghề nữa thì chúng ta mới quên. Thì ắc cuộc đời này FI các bạn sẽ không bao giờ bị ai xỏ lỗ mũi, không bao giờ bị thầy bà này trên mạng phét lác mấy anh em được. Đó là cái quy luật. Đấy. Còn cái này nó hư có ai sửa được không mà chuyên sâu. Trong này nó chỉ là cái bộ ba cảm biến, nó cần cái gì? Cần có một cái nguồn 5V nhất định để nuôi cho bộ ba cảm biến là linh kiện trong này sống và cái mát. Và tiếp tục ở trong này sẽ là 3 dây tín hiệu. MAP cảm biến áp suất của hút, IAT cảm biến gió và TBS. Nó sẽ gửi tất cả tín hiệu về IC ở trạng thái nhiệt độ, TBS, cảm biến map, tất cả nó sẽ gửi về IC. Các bạn chỉ cần giả lập cho Đình Tuấn 3 con TBS, MAP và TP. TBS, MAP, map ấy, và IAT điện áp từ 1, 2 đến 3 V về đây. Nếu thật sự nó báo lỗi số 1, chỉ cần giả lập cho nó một cái điện áp 1, 2, 3 V thì chọn, nếu hết báo lỗi số 1 thì nó hư. TB báo lỗi số 8, các bạn giả lập cho Đình Tuấn cái điện áp 1, 2, 3 V về đây, hết báo lỗi số 8, hư. Nếu báo lỗi số 9 ở trong này là con IAT này, giả lập cho nó điện áp 1, 2, 3 V, hết lỗi số 9, hư luôn, phải thay cả bộ. Đó, anh em hiểu không? Nó đơn thuần là như thế thôi, không có cái gì mà ghê cả. Là cái này này. Rồi thì em hỏi những anh em mà cứ bảo là dạy chuyên sâu, các anh có sửa được cái này không? Và các anh có làm ra cái bộ ba cảm biến này để bán cho anh em thợ giá rẻ khoảng 150 không? Hay tất cả nhà máy người ta phải có khuôn, người ta đúc và người ta làm ra. Thế thì ở trong này có gì mà phải phân tích chuyên sâu? Ví dụ như con xe này TB như này, các anh dạy hoặc là các anh lên trên mạng, các anh bảo thế này là phải chuyên sâu, dạy như thì Tuấn sai. Cái quan trọng nó phải bắt nhanh để nó kiếm được đồng tiền. Mọi người đồng tiền không? Thế là xong bộ ba. Đó. À, xin chào anh Tuấn Lùn nhá, ngày mai gửi đồ nghề cho anh nhá. Đấy. Nói nhanh anh, em đang live stream cái gì không? Dạ anh vào Zalo em đi, tí em gửi hình qua cho coi. Vào Zalo số này đi nhá. Dạ, vào Zalo luôn. Dạ, vào Zalo giùm em. Đây em cũng xin phép, em không phải là khoe trang, đôi tay của em cũng đẹp như bất kỳ một người nào đứng trên bục giảng. Những cái quan trọng là đôi tay này xử lý ban bật, làm động cơ, quan trọng nó có nhanh hay là không. Đó, em ví dụ như vậy. Được chưa? Chứ không phải là chúng ta đứng lên cái bục giảng. Em xin nhắc lại một lần nữa, nên các anh tất cả giỏi bậc thầy thì mới ăn lên trên mạng phải khiêm tốn. Đừng có bảo cái chỗ này đào tạo không chuyên nghiệp, chỗ kia không chuyên nghiệp, đúng không? Cuộc đời chưa biết ai ăn nhau ở phút cuối, giống như kiểu đánh một con bạc hoặc là đánh một lô đề. Ở cuộc đời này chưa biết ai giàu nghèo ở vào lúc 17:30 chiều và sẽ vào lúc 19:30 đêm. Đấy nên ơi, tí các anh cứ mở miệng ra cái trung tâm này đào tạo không chuyên sâu,
hỏi các anh dám ra làm với tôi không? Những anh nào mà không có chuyên môn cửa hàng đấy, đứng trên mục giảng đấy, ra đây làm với đôi tay của tôi đảm bảo có phải là ngang đôi tay của các anh không? Ra đây nếu muốn chơi cái gì tôi làm được cái đó, miễn sao nhanh. Còn các anh không làm được cái này, các anh không sửa được cái này, nói chung các anh cũng bớt nổ. Các anh giỏi thì các anh cứ kêu gọi đi, ở chỗ nào nó cảm thấy đẳng cấp thì đặc biệt anh em sẽ cập bến thôi. Chẳng có gì phải lên trên mạng này chúng ta phải vỗ vắt. Ở ta đây là trời Âu cả. Trời Âu cái quan trọng là một ngày các bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Đấy, các anh phải có bao nhiêu tiền. Đấy, ở đó mới gọi là trời Âu. Không phải là trên đời trời Âu này, cái này nó gọi là mẹ cảm biến. Phải học như thế này mới đúng. Con này IAT phải học những cái gì? IAT để IC điều khiển. Nó sẽ là một cái gì? Một cái ổn định, một cái lượng gió khi chúng ta đã nổ động cơ ok rồi. Để RPM nhất định phải được ở trong cái 1.6, 1.7. Nhờ vào cái mặt IC, người ta được thiết lập ở trong này. Và con IACV này nó phải là con chuẩn. Đấy, để đáp ứng một cái lượng gió đi vào cung cầu đủ để nổ RPM. Nếu mà nó bị kẹt ở trạng thái ở bên trong thì lúc này trạng thái một cái gió đi vào nó bị hạn hẹp, thì lúc này là gì? Thiếu gió sẽ là gì? Đậm nhiên liệu. Nếu mà một cái lượng gió đi vào quá nhiều thì lúc này có gì? Thì cái lượng gió là khí đi vào quá nhiều thì lúc này nó sẽ bị là gì? Nghèo nhiên liệu. Thì cứ hiểu nôm na như vậy là cuộc đời là ok rồi. Nhiều các anh mổ IC ra phân tích, các anh có sửa được con IC này chưa? 10 con IC đề từ này các anh sửa được 5 cục không? Hay 10 con sửa được 8 con? Và một ngày các anh sửa được bao nhiêu con đề từ này? Một ngày làm được con chưa? Nên nhiều các anh nào thì hù ma dọa khỉ, mở cái bo này ra phân tích dữ liệu con này con gì gọi là con toang. Con này nó bán đồ lạc son nhiều lắm thì 400-500 nghìn, đắt lắm thì 600. Thì sửa bây giờ tháo ra thay chan, thay mặt bơm xăng, nạo cái keo ra có phải là phê không? Không phải là những cái nơi đào tạo phân tích cho anh em những cái mặt này mà các bạn về nhà các bạn làm được. Các bạn phải có chuyên môn về điện tử, các bạn phải hiểu về con này là con gì, nó hoạt động làm sao thì các bạn học mới vào được. Chứ không phải là nhiều ăn bóc tắt thì mẹ như kiểu đúng rồi, một ngày các anh sửa được bao nhiêu con này và con này hiện tại nó đang là bao nhiêu tiền. Đó. Và con IC này cũng vậy, sửa đảm bảo có chất lượng hay không, đi được bao nhiêu lâu thì chết. Tất cả chúng ta dùng bằng nước tẩy, tẩy rửa bên trong linh kiện. Những con điện trở li ti, đấy, những con chan, những con bốc phét nhỏ như lá lúa, ở đây nó sẽ có hai mặt, mặt đề và mặt FI. Thì hiệu sửa xong lấy gần tiền bằng IC rồi thì liệu nó có bền bằng con này không? Nó đơn giản một cái nhà khi được đúc kết bằng bê tông của một nhà sản xuất, đúc kết bê tông láo tháo ra may lắm thì còn sống, nếu tháo ra không sống thì đương nhiên phải bể hết. Có ai dám sửa con IC này dám bảo đảm sửa 100% thành công không? Không có. Cứ 50-50-50-50. Nên anh em nào tay nghề còn yếu và đồng thời không hiểu về sâu về điện tử, chúng ta tốt nhất bỏ qua. Đi bơm hơi, thay xăm vá lốp, thay dầu rửa xe, nhanh có tiền, đỡ đau đầu, đỡ phải đền ở trong cuộc chơi hệ thống FI hoặc là công nghệ cho hiện tại. Đừng có mày mò thấy ông này khui ra cũng trả vờ khui. Ôi giời, Đình Tuấn đây từng trải qua hết tất cả cuộc đời này, cảm thấy không ăn. Từ khi là cái chỗ nào người ta chuyên môn. Thế không phải là các bạn đi vào trung tâm này, ông khui ra con ABC này chỉ các bạn, con này con chan thì ngon lắm. Hoặc là những cái máy bây giờ nó chuẩn đoán ra, nó bảo xe này bị mất bơm xăng chỉ con đấy. Dễ gì các bạn thay con chan bơm xăng vào nó đã bơm. Chắc gì tháo ra thay con chan đã lửa, đã có lửa. Bởi vì mặt của nó các bạn phải hiểu. Đấy, từ con ECU nó đi ra, nó vào đâu, nó tới đâu. Đấy, nhiều các thắng mẹ bán đồ trên mạng cứ bảo cái máy này bắt bận ra đây là tháo ra thay con đấy. Dễ ăn như vậy. Thì tôi ở nhà mua máy, tôi chẳng cần đi học. Nó cứ chỉ tôi chỗ đó là tôi xử chỗ đó. Đấy, ok. Mẹ cái tiền mà cái thời gian mà đi học ba cái này, mấy cái này mà đi học chuyên sâu cái này thôi, ở nhà bơm hơi vá lốp. Đây này, TB. Đầu tư con vào, cảm thấy theo dõi cái live stream của ông Tay Ga Đình Tuấn đấy. Nó bảo kéo một phát hụt ga ở trạng thái ga đột ngột, tháo vào thay cho nó nhanh, lấy 7 lít. Còn nó hoạt động như nào kệ ông nội nó, chỉ cần biết thằng Tuấn nó vút ga lên là điện áp và góc mở bấm ga nó phải trên 70 độ.
khoảng 75 đến 77 đến 80 độ tùy theo con TB. 60 độ, 50 độ là thay cho nó nhanh. Còn báo ba cái lỗi 189 thay con TB này có lợi nhuận khoảng mấy trăm nghìn, mua cái này. Mày báo lỗi số 8 à? 2V. Xuất ra một cái điện áp từ 0 cho tới 5V tùy theo tăng chỉnh cái bullin. Hết báo lỗi, thay cảm biến. VS hả? Đồng hồ km người ta bảo không lên, cho nó bắn một cái tín hiệu xung phi thẳng lên đồng hồ bằng cái dây màu vàng. Đồng hồ không lên thì có nghĩa là đứt dây hoặc hư đồng hồ. Rồi báo xăng, khách hàng bảo mới đổ 50.000 nhưng kim xăng không lên, phích cho nó một cái. Rồi không lên, kiểm tra đường dây lên đồng hồ, thông mạch chết đồng hồ, thay. Nếu lên tháo, thay báo xăng, kết thúc tất cả những hệ thống phun xăng điện tử. Nói về giá trị có điện áp. Đấy. Rồi, IACV khi xuất hiện cái lỗi 29, hai cái lỗi 61 của IA, cuộc đời tại sao cứ không giàu? Chạy ra tiệm phụ tùng mua ngay kẹp cá sấu, cắt khúc dây điện chắc ở nhà ai cũng có, bộ dây điện thay ra. Đi vào tiệm điện tử mua con LED 3V và điện tử mua tiếp tục, hoặc là xin một con điện trở khoảng 1K. Để làm gì? Lúc này điện áp đi qua hạ dòng cho không cháy bóng đèn LED. Cắm vào, thử vào 4 cái dây của IACV, bật khóa điện lên, tắt mở, tắt mở. Lần lượt 1, 2, 3, 4, sáng tắt, thì tháo ra thay van Galati. Còn nếu trong 4 sợi dây sẽ có một dây không sáng, có nghĩa là dây đấy đang bị đứt. Nhớ cái chân đó bao nhiêu, mở tài liệu ra đo thông với IC. Yeah. Thông với IC thì có nghĩa IC chết. Còn không thông, nối dây lại, kết thúc. Đây, đơn giản. Đấy, ok. Đây, cái đầu này chúng ta lấy chì hoặc là đồng thời sắm một cái tăm nhọn. Đấy, rút cái rác này ra, cứ vậy ghim, cứ vậy ghim, cứ vậy ghim. Ok. Đấy, hôm nay mình feel hết khả năng cho mọi người. Khi nào mình còn tồn tại làm cái nghề này thì những anh em nào chê những cái nơi đào tạo yếu, mình phun hết FI cho mọi người. Không cần nể bất kỳ một người nào bảo chuyên sâu. Chuyên sâu thì mời người đấy tới Bình Định một chuyến, ăn được cái dàn xe của Đình Tuấn, bao nhiêu tiền Đình Tuấn cũng chi, đúng không? Cứ thầy đi về buổi trưa đi khách sạn nghỉ, em bao, em ở trưa em đánh ban, thầy ngủ dậy, cấp cho ly cà phê, thầy lại gỡ ban. Gỡ khi nào toát bôi hột của thầy, lúc đấy thầy xuống núi, bớt nói phét. Ok chưa? Mọi người đồng tình không? Đấy. Cứ sáng tới, em mời thầy cà phê ăn sáng. Xong em đánh ban rồi, buổi tối em nay em đánh ban này, sáng mai thầy tới gỡ. Cầm bố bà cái máy nào trên Việt Nam em không cần quan trọng. Đấy, máy thì em đầu tư cho thầy tới đây thôi. Đấy, Smartoon. Rồi, EC. Smart FI. Rồi, Motoscan. Rồi, Cantab. Rồi, MST. Rồi, phần mềm trên máy tính. Đấy, mới thầy cứ đánh đổ hết cái dàn xe này. Mẹ em bổ máy, bổ đồ, các thầy cứ bảo cầm máy cho em phân tích con xe này, cứ đọc máy ra, em trả các thầy trong vòng 10 ngày 100 triệu, tương đương một ngày 10 triệu để em mua cái khôn của các thầy. Mời thầy nào ở Việt Nam này hay bảo cầm máy bắt ra bận, em xin làm một phát 10 ngày. Đấy, mỗi ngày tương đương là 1 triệu. Từ đồng hồ cho IC cho tới SU thầy phải gỡ cho em. Để em mua, bỏ ra 100 triệu để em mua cái khôn. Đấy, rồi SU chết ở chức năng này, thầy phân tích cho em, cấy cày con này vào. Đó, rồi nồi niêu xung giật, máy kêu thầy phải làm được điều đó. Chứ bây giờ máy kêu thầy bảo mẹ thầy không bổ được máy thì em cũng xin thua. Một ngày 10 triệu. Đó, chưa kể trong cửa hàng, hai cửa hàng em có cái xe nào khách hàng mang vào có những cái pha độc biến hụt ga, không thay thế cái gì, các thầy giúp em cái. Đây lít này. Đó. Ngày 10 triệu. Nhà nghỉ một ngày 200. Ăn cơm 3 bữa. Cà phê hoặc là tối em mời thầy nhậu, ok luôn. Cho nó sẽ sinh ra là một ngày thầy ăn uống khoảng 500. Nó rơi vào một ngày là 10 triệu 500 nhân cho 10 ngày.
Đó, ok. Đó, máy đứng máy nằm. Làm sao bất bận cho em phải nhanh. Chứ lúc này em đánh ban cho thầy, thầy lại ngồi 2 tiếng đồng hồ, thầy gái. Nào thì thầy bảo Smartoon, nào thì thầy bảo Esipro, nào thầy bảo Motocan, Motocan Tab, thì mày em hết số. Đó, chia sẻ chỉ cho em phát. Và tất cả cái dàn IC của em đây, em đánh bất kỳ một cái điều gì hay bất kỳ ban bận, thầy phải gỡ cho nhanh. Đấy, chứ đừng ngồi cà cưa 2 tiếng rồi xong lên mạng thì mẹ các thầy mẹ cứ bảo những cái trung tâm này không chuyên nghiệp. Tất cả IC Kenhin cho mình sang con, mình sang tá lả thì tung đấy. Đấy, mới thầy giúp em cái. Mẹ xong lên mô hình này em đánh ban cho các thầy gỡ. Đấy, các thầy đo kiểm, các thầy chốt cho em. Mẹ chỉ cho em phân tích thôi. Đó thì mình chỉ biết là cái live stream mình chỉ biết là mình nói thẳng thôi, trên đời này gọi là thợ. Đấy, thợ mình thì thẳng lắm mọi người, mình chẳng có kiêng nể gì, bởi vì những cái xe này mình chẳng có ngán cái gì cả, nên mình có thể là nhiều cái gì mình không biết, mình sẵn sàng có tiền mà. Đôi khi tất cả cuộc đời này ai cũng vậy, không như bản thân thì Tuấn cho nhiều anh em sợ. Anh em sợ mất cái số tiền, bởi vì nhiều anh em bảo kiếm 100 triệu trong vòng 1 năm đi. Đấy, nhiều lúc thầy tới thầy phá ban thì mình lại mất tiền oan, còn riêng thì Tuấn là mẹ mình bỏ ra 100 triệu mình mua cái khôn ngay. Để ngày mai cầm trên cái máy mẹ biết con xe đấy bị cái gì. Khách hàng vào 5-10 phút ra bận. Phật phật. Đấy, rồi thầy nào cầm mỏ hàn này, hàn tua đồng hồ chỉ em cái. Tua đồng hồ hay hoàn chỉ, nếu mà không bằng em thì tốt nhất không làm thầy em nữa. Đấy, bây giờ cầm mỏ hàn vào chỉ tua đồng hồ hay là sửa oleo, mà tay hàn thầy, mà hàn thầy hàn bo mặt vào mà đi vẽ chậm hơn em thì tốt nhất thầy giải cứu luôn, không ở lên trên mạng nói phét nữa. Phải ăn được em thì mới lấy tiền được em. Đó là em nói luôn cho nhiều anh em những cái nơi đào tạo, nếu mà không có cửa hàng lớn mà có một cái tôi bảo chuyên sâu cái gì đấy, em dám chơi một cái độ lớn luôn. 100 triệu em làm bảo làm các thầy làm lặng quạng vài tháng ấy, thì thầy tới đây 10 triệu đấy, thầy nào có cái tôi ấy. Đấy, bóc SU khui IC thầy nhanh hơn em, các thầy ăn tiền. Hay thầy chỉ đứng như mục giảng, xong rồi thầy lên trên mạng thì mẹ cái nơi đào tạo này nó không chuyên nghiệp, thế nào là không chuyên nghiệp, thế nào là không chuyên sâu, mới thầy chưa làm được cái gì cả. Chẳng qua các thầy nào đi sớm thì mẹ bắt được nhiều, bóp giái được nhiều thì các thầy có tiền thôi. Đấy, em nói thật. Còn các thầy nào đi sau thì im lại mà làm mà kiếm ít tiền, già này để mà sống. Đấy, hoặc là ở cái tuổi xế chiều hay gì đấy. Đấy, các loại thầy, thầy già, thầy trẻ. Đấy, nhiều lúc thầy cứ đi vẽ nào thì lên trên mạng nào thì phân tích nào thì học như thế này mới hiểu đúng, hiểu đúng. Hiểu quan trọng là một ngày thì mẹ chọn được 3 bình xăng, ngày hôm nay chọn được 3 bình xăng. 250, 350, 600, 250, 8 mẹ 850. 850 bây giờ cái này nữa 700 nữa đúng không? Trừ TV ra 300, 400 nữa. Rồi hôm nay tua đồng hồ bao nhiêu tiền? 100 ngàn nữa. Lính làm là phạt 2 cửa hàng đó. Ngày nay kiếm mẹ gần 3 triệu. Nhanh như đường, như máy. Rồi chưa kể hôm nay bán phụ tùng lời gần 10 triệu nữa. Đấy. Thì vẽ nổ tí cho nó phét. Hôm nay tiếp tục 5-7 năm anh em thần y ủng hộ làm lợi xăng. Ông kiếm triệu, năm ông kiếm 5 triệu nữa. Mẹ ngày sáng giờ là phạt bay vào vài chục triệu. Mấy mẹ mấy hồi mua ô tô, mẹ các bố cứ cầm phân tích dữ liệu thì mẹ làm thì ế bỏ mẹ ra nào thì đầu tư đủ các kiểu. Đấy, công tử xe ở đây nói đùa làm gì, có muốn về đâu. Toán của nó phét đâu rồi. Mẹ giống cái họng ga vậy thôi, lúc nãy mang vào. Đấy. Nhiều ông bảo mẹ nó mang họng ga IC, mình không có thời gian dư như vậy nha mọi người. Chè mẹ cho nó vuông. Mẹ mới ăn ở trên mạng không nổ thì không đụng tới lông của em thì em im lại. Nhưng đôi khi đụng tới cái lòng tự ái. Nào thì trung tâm này học không chuyên môn. Này, đây mới gọi là chuyên sâu này anh em này, đó. Này, đấy. Đây lại thần y nữa này. Thần y này vừa làm lợi xăng vừa bẻ độ này, vừa ủng hộ này. Rồi tiếp tục bộ nồi trước tăng tốc bi. Đây, toa hàng ở đây, 4 triệu 690 nghìn.
Bộ làm xăng combo 1.500.000, có giấu mọi người đâu. Đấy, tiếp tục thần y này. Rồi, thần y này mới đóng xong này, Honda ăn đức này, thần y bình xăng con này, ủng hộ phụ tùng này, gần 7 triệu. Rồi, tiếp tục thần y này ủng hộ ông Sáo này. Kẹp trượt này. Bộ 3 này, 1 2 3 con, 4 con bộ 3 này. 4 con bộ 3 cảm biến winner. Đây một con trên bàn. Rồi, cái mua cái bộ giả lập này về nhà fit lối cảm biến nè. Rồi, lò xo trụ tăng tốc. Đó. Tiếp tục kẹp trượt nè. Ủng hộ một chai nước tẩy dừa về nhà thử nghiệm. Rồi, thần y này làm cái gì nữa? Hai bộ dây điện. IACV không quay, cắm thử và luôn quay coi như chết. IACV không chết thì đo 4 sợi dây lên IC, thông mặt thì chết IC. Lại tiếp tục hai con TBS. Hai công tắc đánh thức Smoky đời mới. Hai công tắc đánh thức Smoky đời cũ. Hai cục IC dành cho Vespa lửa bình. Rồi, nhăn lắp để lấy tiền. Rồi, một bộ kiểm tra APS và VSS. Trị giá tổng tiền lên tới 4.360.000. Đó. Rồi, thần y này tiếp tục ở đâu? Đào Thủy. Đào Thủy ủng hộ 5 chai nước tẩy và bộ tài liệu màu 2022. Đó, cho nó nhanh. 5 chai thuốc tẩy. Rồi, một bộ tài liệu 2022 được Tega biên soạn. Rồi, thần y này làm cái gì? Tiếp tục bộ là chọn lợi xăng giá rẻ tụt tới cả quần luôn. Một con IC chuẩn bị được Đình Tuấn khui ra remap mở tour của Exide giá rẻ sửa làm cái gì. Một con Van Galanti tự động. Rồi, SCR Lead và SH. 10 bộ bi để lắp vào để lấy tiền. 10 ổ bi sau 902 có hai mặt pit ở trạng thái quay bánh sau xào kêu rột rột. Đây. Rồi, tiếp tục thần y này làm cái gì? Gia Bảo ủng hộ một bộ kiểm tra. Đấy, CKP APS. Và đồng thời hiện tại đang giảm giá, lúc nãy mượn cái này lên mô phẩm cho anh em 1.350.000 còn 1.200.000. Rồi, ủng hộ chuẩn bị tới mùa mưa, ủng hộ Buji có chụp loại 1 giá cực kỳ rẻ. Về nhà cứ vào lịt bịt đánh lửa tháo là thay chụp. Rồi, tiếp tục ủng hộ hai viên bi đúng không ạ? Ở quê ít xe ga ủng hộ hai viên bi xe ga lắp vào xào xào xào, tháo ra đóng bục lắp vào lấy 150.000. Rồi, lần đầu tiên chưa biết nước tẩy có hữu ích hay không, ủng hộ một chai 90.000. Ok. Cho nó nhanh. Nào thì chuyên sâu. Rồi, thần y ở đây có 3 loại, thần y không dùng tài liệu, cái cây này không, giá có vài chục ngàn. Thần y cần có tài liệu giá cao hơn tí. Thần y có muốn bet cao hơn một tí và thần y muốn chọn combo trong nhóm học cao hơn một tí. Ok. Đó, các loại thần y. Ở đây sẽ có 4 hạng mục cho các thần y. Đó, thần y nếu mà mua thêm cả cái này nữa thì giá cao hơn một tí. Thần y vào trong nhóm học mất vài trăm ca cho Đình Tuấn uống cốc nước thêm một xíu nữa là ok. Đó, thần y ở đây sẽ có 4 công thức. Rồi, lắp vào giùm em. Được chưa? Rồi, còn anh em nào ok tất cả mua cái này giá rẻ trên thị trường, anh em đều được vào trong nhóm học. Mình kiếm vài trăm ngàn cà phê. Đó. Phải tay lưu để làm cái đấy. Esiboro này cho anh em tua đồng hồ Countermet cực đỉnh, nhanh chóng, làm full tất cả những dòng xe Honda, giá cực rẻ, cực chất. Esiboro 2 hiện tại chỉ có phân tích dữ liệu trên dòng xe Honda, remap mở tour vân vân. Smart FI này chúng ta làm được full dòng xe, giá 4.500.000, tất cả đều kết nối qua cổng Bluetooth. Đấy, anh em có thể sử dụng cái điện thoại lướt web nước em đây à? Alo. Chưa. Mới tắm cho con mà, đang ở đâu ạ? Đợi nha.
Rồi, và Văn Thọ sẽ điện. Chuẩn bị, em mài cho anh bộ bét Essiboro giá 3 triệu. 3 triệu anh em được vào trong nhóm học online. Ok, cho em xin cốc nước Essiboro giá 3 triệu. Được vào trong nhóm học online. Đấy. Ok, em kiếm tiền cốc nước thôi. Thì anh em biết Essiboro bao nhiêu tiền rồi. Cái quan trọng là chúng ta gặp nhau trong nhóm học online đấy. Essiboro 3 triệu Việt Nam đồng được tặng nhóm học online Essiboro 2. Rồi, Essiboro. Và cái này Smart FI. cái này remap, cái này tua đồng hồ thì cực đỉnh luôn. Anh em nào muốn tua đồng hồ không? Mình tua cho anh em cái đồng hồ cực nhanh. Đây thì anh em có thể xem sản phẩm. Đó, tiền nào cũng có, giá nào cũng có, bởi vì mình là kinh doanh mà, mình chẳng có bên phe bố con thằng nào cả. Mình cứ là ok là mình bán thôi. Rồi. Mình thì chẳng có công ty này công ty nọ, mình là bỏ tiền ra mình kinh doanh. Đấy, bỏ ra mấy triệu bạc kiếm hơn 100.000. Đấy, anh em nào yêu mến mình thì ủng hộ mình lời được hơn 100.000. Đây. Đấy, cái này hiện tại đang là 4,5 triệu. Cái này 3 triệu. Đấy. Cái này thì mình sẽ lời được 100 mấy chục nghìn đấy. 100 mấy nghìn. Đấy, anh em nào yêu mến thì ủng hộ mình. Đấy, anh em sẽ vào trong nhóm học FI, mình lời được hơn 100.000, mình nói thật luôn. Rồi, cái này cũng vậy. Đấy, cái này 4,5 triệu. Đấy. Đấy, thì anh em có thể Shopee ủng hộ. Đấy, anh em nào yêu mến mua trên công ty hoặc là mua mình thì cho mình hơn 100.000 vào trong cái nhóm group. Kết nối cực nhanh. Đây, mình sẽ kết nối cho mọi người này. Đây. Đấy, không biết xe này còn kết nối được không. Mình không biết là mình nãy mình cài đặt chưa, mình quên mất. Đó, ok. Đó, rồi, anh trai bật em khóa điện. Rồi, đấy, anh em nhìn thấy ở đây sẽ có hai cái bóng đèn. Đèn LED rất nhỏ. Nó sáng lên. Rồi, mình sẽ vào app Essiboro 2. Không biết là mình cài đặt chưa, mình nãy mới mở, không biết là mình cài đặt chưa. Mình có hai cái sợ cắm lộn. Cái này anh em có mã số nhá và số điện thoại. PGM FI Honda. Rồi, chúng ta phải kết nối Bluetooth. Ok. Đấy. Rồi. Honda. Ok. Rồi, quét. Đang quét thiết bị SC. Đó, ok. Anh em thấy không? Rồi, thì chúng ta sẽ đọc vào đây bởi vì cái đèn chất nó đang nhấp nhô. Bấm vào đây. Hiện tại chúng ta đang có một cái lỗi cảm biến TPS. TPS, lấy cái này giả lập luôn. Lấy em bộ giả lập vào dây giữa. Hỏng cảm biến TPS. Đó. Cảm biến vị trí tay ga điện áp thấp. Đó. Dưới 200mV sẽ xuất hiện lỗi. Hỏng cảm biến TP. Cảm biến tay ga điện áp thấp. Đấy, đây. Thì anh em có thể lấy cái này giả lập cho nó một cái điện áp. Cái này cực kỳ đơn giản. Đấy, hiệu suất động cơ, đánh giá cảm biến và cái thông số. Đấy, anh em cứ trải động cơ, quy ra RPM, cảm biến góc, đấy, độ, cảm biến, vôn vôn, điện áp mà, là sẽ tính bằng vôn vôn. Đấy, kim phun. Đó. Ở đây cũng có tất cả chân trống. Anh đá trống xuống cho em. Đấy, cái này thì nó lại khác cho anh em dễ hiểu. Khi tất cả những thông số máy của chúng ta là chân trống mà chúng ta gạt xuống là nó on. Nhưng thiết bị máy này bảo cho chúng ta người Việt dễ biết là off. Đó, anh gạt lên cho em một cái. Đó, gạt lên nó sẽ báo là on. Ok không? Đấy, đó là thế. Đấy, chống điện bên. Ở đây gọi là chống điện bên. Rồi, tín hiệu đầu vào, công tắc khởi động. Anh đá trống xuống, anh khởi động cho em cái nào, coi ọt không nào. Đấy, công tắc khởi động. Rồi, anh bắt đề. Đấy, thì lúc này anh em nhìn thấy không? Tín hiệu đầu vào, công tắc khởi động có nghĩa là lúc này là gì?
từ sit-top qua nút đề và nút đề cấp 12V điện áp vào IC. Thì lúc này nó gọi là tín hiệu khởi động đầu vào. Nó nhận được giá trị điện áp 12V thì mặt IC sẽ cho on. Lệnh công tắc khởi động. Đấy, bởi vì chúng ta đang đã chống xuống mà. Đấy, van sensor. Đấy, van EPAPO điều khiển bơm xăng. Đấy, hầu như tá lả tí tung cả. Đấy, ok. Đấy, rồi. Anh đã chống lên, tắt máy cho em. Đấy, cực kỳ là đơn giản. Đấy, có thể chúng ta vào đây nâng cấp phần mềm chơi tá lả. Rồi, ngắt kết nối. Đấy, EC cũng vậy. Rồi, anh lại tiếp tục. Ok. Rồi, tiếp tục, anh lại cắm EC. EC xong rồi Smart FI. Rồi, bật cho em cái khóa lên. Rồi, thì chúng ta sẽ vào Smart FI. Đấy, một cái điện thoại em chạy rất nhiều máy, mọi người ơi. Và tính toán nó phải nhảy số cực nhanh. Rồi, kết nối. Ok, tít tít. Hệ thống động cơ chuẩn đoán tự động. Kết nối với xe. Rồi, cái này 4,5 triệu. Rồi, hãng xe Honda tên Celis. Mẹ ông bố nào tao mau lắp cục IC vào xe A-Black. Nó sẽ báo là xe A-Black, nhưng thật sự đang chạy cục IC của Lead. Rồi, mã phụ tùng. Rồi, ECM ID được remap mở tour. Thay đổi mấy cái số ID ở cuối cùng 7678. Chẩn đoán. Rồi, chúng ta sẽ đọc lỗi. Rồi, thấp điện áp, cảm biến vị trí bướm ga TBS. Đọc lại. Rồi, nó vẫn là vậy, chúng ta phải cần đi sửa chữa. Rồi, dữ liệu động cơ, kiểm tra khí thải, phân tích chức năng, vân vân. Rồi, ở trong này tất cả những ô vuông được đánh dấu, chúng ta bấm OK. Rồi, lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy tốc độ RPM, thời gian phun góc tên lửa, vị trí bấm ga đang là điện áp 0,0. Điện áp giá trị nhỏ hơn 200mV sẽ xuất hiện lối số 8. Độ, đây, vôn, độ vôn. Rồi, O2, nhiệt độ động cơ hiện tại đang là 30. Đấy, điện áp. Nhiệt độ khí nạp, IAT, điện áp, AQI. Rồi, cái này chân chống cặn đang off. Thì mỗi cái máy nó khác. Đá xuống nó sẽ là on. Đấy, nó khác. Mỗi người thiết lập nó khác. Thì máy này bảo on, máy kia bảo off. Ăn đá lên. Rồi, ăn đá xuống. Rồi, tín hiệu khởi động. Thì máy kia là gọi là tín hiệu đầu vào. Máy kia sẽ tín hiệu đầu vào cho anh em dễ hiểu. Máy này là tín hiệu khởi động để on off. Rồi, ok. Rồi, relay khởi động. Lúc này IC sẽ rập mát cho relay khởi động. Đầu kết nối SCS đang hở là chúng ta đang kết nối với Smart FI. Đèn min đang on, đang báo lỗi số 8. Van cầm chừng nhanh được ký hiệu của nó là FISV đang off. Và cái van này chỉ làm việc cho anh em ở nhiệt độ động cơ dưới 40 độ. Rồi, cảm ơn tất cả anh em. Còn anh em là tất cả chúng ta được review trong cái nhóm. Mình giải quyết cho nó nhanh. Còn tất cả bây giờ trở lại với chương trình chính của đêm nay. Đấy. 3 triệu thằng thùng nhớt thì phải liên hệ với qua... Putin. SC Pro 3 triệu mà tặng thùng nhớt này thì anh Thọ phải liên hệ với Tổng thống Putin xem có tài trợ được chương trình này không. Rồi, thì anh em nào cần tiếp tục dây điện này mua về nhà học nghiên cứu cho đời nó bớt khổ mọi người ạ. Giá 450 cho tới 500 tùy theo sợi dây. Tất cả ở đây là dây điện mới nhất của hiện tại trên thị trường. K2C của Vision 2021 và Lead của 2021-22. Đấy, trước tiên là học, thứ hai là mổ xẻ để đầu óc chúng ta sẽ nhảy số nhanh hơn, để con xe vào không có gì nào lúng túng. Ở phút này nhiều anh em còn hỏi cái dây K-Line này.
khổ ghê gớm. Tại sao anh em mình theo dõi cái video của mình mà nhiều anh em lại không nhớ nhỉ? Đây. Có gì đâu mà anh em cứ hỏi cái Tuấn ơi, cái máy thì cái jack không có thể nào vừa cái jack này được. Và những anh em mua máy cũ không khó các anh ạ. À. Em nói thật, không khó. Hôm bữa bảo tặng thùng nhớt, thay hết thùng nhớt là lấy lại vốn, ok thì liên hệ nha. Bây giờ em nói em chỉ nhiều anh em này, dù nó rắc to hay rắc nhỏ, dù nó 6 pin, 8 pin, 10 pin, 12 pin đấy, đúng rồi, nó khó. Anh em phê thật. Anh em có cái rắc mới thì anh em vét vào ok. Bây giờ bởi vì nó đổi màu dây calai thì có cái gì đâu. Thì anh em hãy chọn cho em như thế này. Mát calai nguồn rồi, dây xóa lối. Anh em chỉ cần cắm cho em một sợi dây vào trong này, suy nghĩ kỹ cho em, đó là cổng calai, như kiểu cái dòng xe của Sirius hoặc là Novo của Yamaha. Kết nối em đúng một dây calai chọt vào cái kim chọt vào cũng được. Rồi lúc này anh em sẽ có cái kẹp cá sấu, anh em kẹp vào bình ắc quy trên xe thì lúc này anh em sẽ đọc được dữ liệu. Thế thôi. Đấy, còn anh em nào muốn rẻ là 450 này. Đấy, về nhà nghiên cứu calai nó chạy vào chân bao nhiêu của IC này. $450, $500 bán nhanh một cặp $950. Đấy. Bán nguyên một cặp $950 cho nó nhanh. Còn khoảng 2 bộ anh em nào năn tay, về nhà cắt rắc nghiên cứu đồ chơi. SCU này cũng vậy này. Đấy, nó rắc nhỏ 21 pin, cực kỳ là dễ. Dây điện này cam đoan với quý vị và anh em mới tin. Đây, cái điểm mát bắt ở sườn. Đấy, ở đây sẽ là 3 pha. Đấy. Đây, về nhà nghiên cứu 3 pha chạy đây. Đó. Bởi vì ở đây anh em biết tại sao không? Đấy, chúng ta đo ở đây. Đây, đo về đây. Và tại sao anh em chết IC nữa không? Để ngày mai mình sẽ phân tích cho anh em. Bởi vì anh em nhiều lúc anh em tháo ra thay CKB, hoặc tháo thay quận, hoặc anh em tháo ra thay IC rồi lắp vào lại chết. Hứa với anh em đêm mai mình dặn chia sẻ cho anh em. Cầm cái bó dây này chia sẻ cho mọi người luôn. Con IC lắp vào lấy tiền về nhà chỉ có rung đùi. Tối hôm đó sẽ có một giấc ngủ cực ngon. Trong tim sẽ không bao giờ đập thịt 50%. Nam mô A Di Đà Phật. Sợ khách hàng lại chết. Ngày mai mình sẽ phân tích cho anh em trong bộ dây này. Rồi tất cả anh em truy cập vào cái Zalo giùm em. Cái Zalo đây. Em không thể nào kiểm soát trong Messenger, trong cái fanpage này được. Yêu Đình Tuấn, nhấn vào số điện thoại này. Tên, tay ga Đình Tuấn, địa chỉ, số điện thoại. Cảm ơn quý vị. Phút cuối còn 93 người chơi đêm nay. Có ai ủng hộ cho em uống được ly nước để ngày mai em có một cái giọng tốt hơn để livestream chia sẻ cho quý vị đêm ngày tốt hơn không ạ? Thì ủng hộ vào đây. Cảm ơn anh Minh Mẫn cho em vào cái Zalo. Ship cho em một cặp với một chai nước tẩy trong và một chai nước tẩy ngoài, có ngay ưu tiên cho anh Mẫn đêm nay luôn. Ở đây là tất cả anh em mình nha. Hồi giờ ủng hộ Đình Tuấn thì nhanh lắm, còn người lạ thì chậm hơn một tí. Riêng ăn ok một cái, bây giờ em chốt toa luôn. Đấy, Minh Mẫn ok một cái em chốt toa luôn. Ở trong kia em còn 2 bộ dây điện, anh còn bao nhiêu bộ anh giúp em cái, mất công tí nữa nó hết nó phiền. Đêm nay em còn bao nhiêu bộ ok, anh em ủng hộ luôn. Đó, em còn 2 cái thùng giúp em tiếp công từ xe bên tay phải. Bên tay phải ăn một chút xíu. Ok, thank you. Có 950 đêm nay, nhanh nhất 2 bộ dây đời mới, đúng không ạ? Chúng ta ăn nhậu bao nhiêu cũng hết, đi tay vịn cũng hết. Đêm nay Đình Tuấn bán xả xác 950. Ở trong còn bao nhiêu bộ ăn chay? Anh em nào đặt trước thì còn trước nha. Cho em cái Zalo luôn. Đâu, còn nhiều vậy à? Cái kia nữa, còn cái kia không? Kéo lại bể hết, viết đây đây này. Đấy, còn cái lít nữa. Đâu. Rồi, em còn 5 bộ của Vision. Gì nữa đây?
cục bà bối gì ta, chết rồi. Em có 5 bộ của Vision, mọi người nào ok nhanh tay chốt đi cho em. Đó. Ok. Còn mấy bộ? Sao cái này còn một bộ à? Em còn một bộ của Selit thôi mọi người ơi, hết rồi. Ở trong ấy có kẹt trong ấy sao lạ ta? Trời, từ bữa em đâu bán đít hay bán lộn cho ai ta, sao còn có bộ ta? Hết rồi, trong cái thùng hết rồi à? Hết. À, cái này bữa mình mua, cái này mình quên mất. Kim phun. Kim phun này hiện tại đang là hàng hiếm, lắp cho tất cả những dòng xe Attila, Aliabet và đồng thời Hyundai. Anh em nào cần comment, ngày mai mình lên xe mình test cho mọi người luôn. Mình lúc này mình chỉ chia lại cho anh em một kim thôi. Còn hai kim ngày mai mình sẽ lắp cho xe một kim, bởi vì một kim mình bán rồi. Còn một kim này mình sẽ cua để cho khách hàng. Đấy, anh em nào yêu quý thì đồng thời chúng ta comment 3 kim. Rồi, 3 kim của Aliabet và đồng thời Hyundai của dòng xe SQM. Rồi, em còn 5 bộ dây điện của Vision 2022-21 và đồng thời 1 bộ của Lead. Rồi, ăn minh mẫn đầu tiên, ăn đặt thì đương nhiên em sẽ bỏ cái này qua một bên cho ăn. Em còn đúng 4 bộ. Ok, minh mẫn. Rồi, ăn thần lâm, em còn 2 bộ, cái này của Vision. Anh có lấy bộ nào thì yêu mến, ủng hộ cho em. Ăn đồng thế bùi cho 1 bộ 5 lít. 5T gì đấy thì anh vui lòng liên hệ với em. Rồi, và trong Zalo cảm ơn anh em. Anh Lân Thành Võ, anh ủng hộ cho em 1 bộ hay 2 bộ comment cho em, nó mới tin. Ôi này mọi người thấy không, vậy nó mới kit. Về nhà này, dây này 39 giây hả, dạy đại tử. Em ơi, thôi thì tối nay ở thầy trò mình ngủ sớm ăn cơm, rồi anh em mình học trò mình ôn dây điện để sau này bọn em còn tiến xa ở con đường FI này hơn. Ờ em ơi, chân số 1, chân gì nè, mở tài liệu tay ga tính toán lên. Số 2, số 3, số 4, số 5 bỏ, đúng không? Cái này là cái rắc gì em? Rắc này rắc 3 pha để cắm vào IC, gọi là rắc sạc và rắc nguồn. Rắc này rắc mặt đánh lửa, tín hiệu đổ vào, đổ ra. Đó, đây sẽ là hộp cầu chì, nhìn thấy xe đỡ sợ hoa mắt. Ừ em ơi, bây giờ thầy trò mình cùng nhau phân tích. Mẹ chưa phân tích đã bảo mẹ tối nay mệt lắm tôi đi nhậu, thì bao giờ cho giỏi FI được. Đấy, thầy trò tất cả anh em cùng nhau luyện, cùng nhau bảo nhau. Rồi đấy, đây em ơi, cái rác này sẽ là rác bơm xăng. Anh chỉ cho mấy đứa coi nhá. Cái dây vàng này sẽ là dây vàng chọc trắng, cái này là cái dây này sẽ là báo báo xăng. Cái dây màu xanh sọc đen này là dây mát. Đấy, còn cái dây màu đen sọc trắng này là điện áp 12V để cấp cho motor bơm. Dây nâu sọc đen nó sẽ là IC dập mát ở trạng thái 3S em ạ. Khi mà em khởi động là IC lúc này dập mát cố định, để lúc này ngồi vào mát để cho motor bơm nó quay, và đồng thời tạo áp lực, áp suất khoảng 2.8, 3.2 trở lên đầu kim. Mẹ nó cảm ơn, nó làm cho các bố thì mẹ hết cả cuộc đời này luôn, nó lấy vợ luôn. Đấy, nó ở chung với các bố luôn chẳng hạn như thế. Ừ em ơi, cái rắc này cảm biến nhiệt. Đó, hoặc là cảm biến gì đấy. Đấy, chẳng hạn như thế, kim phun. IAT. Đấy, vân vân, chỉ cho nó. Đấy, bao giờ mà đi được. À, tiếp tục cái này. Em ơi, cái này là TBS. Ờ, thằng học trò nó bảo em ơi, anh ơi, cái này là cảm biến VS à? Không. Em à, cái này là TBS. Ồ, sau TBS xe này lại có cái dây màu vàng sọc đen. À, xe đời mới này nó đổi màu dây em ạ. Dây này sẽ là dây nguồn 5V VCC cấp để nuôi cho TB. Và cái dây màu xanh sọc cam này là mắt chung. Và cái dây màu trắng sọc đỏ này là cái dây tín hiệu. Khi mà các em vặn tay ga thì lúc này nó sẽ thay đổi giá trị điện áp gửi về IC. Ê trời ơi, thì cuộc đời này ai mà bỏ các ông chạy. Đó. Ok chưa? Mình chia sẻ hết mọi người.
Có gì đâu khó. Rồi bây giờ muốn lên cái mô hình này đúng không? Có cái gì khó đâu, thầy trò anh em nào tiệm nào mà đông á, làm cái mô hình này á 4 ngày. Rồi thầy trò mỗi người cái khoan làm cái này 4 ngày cái mô hình này, dặn ngồi đánh ban. Đánh ban xong tiếp tục lên trên mạng, có chân IC lắp tất cả những dòng xe đề từ mô hình này chạy được hết. Miễn sao ở trên Việt Nam này xe đề từ lắp vào một cái mô hình này chạy được hết. Mang quyền tài liệu đấu dây, rắc IC. Có nhiều chân IC sẽ trùng tới 6 cục IC. Như kiểu A-Black 2 đời, khóa chìa và Smoky trùng. Lead khóa chìa và Smoky trùng. SH-More khóa chìa và Smoky trùng. Thì một rắc đấy chạy được 6 cục IC. Tương đương với 6 con xe đó. Và chúng ta tiếp tục nối tiếp. Đánh ban ta là Ti Tung báo rồi. Đấy. Thì mọi người bao giờ mọi người yếu được. Ăn nhậu bao nhiêu cũng hết. Đánh đề thua lên thua xuống ngàn điểm vẫn hết. Bập cái này này. Còn bộ này. Đó. Đây này. Ok chưa? Phun luôn bộ combo cả bình xăng này luôn. Đấy, về nhà thứ nhất là khách hàng này, khu vực này hay bị mục xăng, thay cái bình này 8 lít cái đá. Hoặc là thay rẻ giá 5-7 lít, nắp xăng còn luôn, full combo. Cái này lít, full combo. Ơi, ui giời, có cả kim full, kim này không bán được 700 thì chúng ta dẹp nghề luôn. Đấy, hộp cầu chì. Rồi, đấy, bu lăng mâm điện, nói chung là một con xe xả xuống. Đầy đủ. Đó, quý anh em nào comment. Đây. Đó, full combo. Bô e lọc gió, nói chung là đầy đủ, một con xe chỉ có thiếu động cơ thôi. Anh em nào vào bờ chốt luôn, về nhà làm mô hình, thứ nhất là về nhà ngâm cứu, thứ hai là mô hình, cái thứ ba là khách hàng vào cái gì bụp. Đó, họng gà tiếp tục một tam mao này. Đó, tam mao cột dây kém làm cái lò xo này nó bị thun hết. Đó, bản thân mình cũng là tam mao. Thì ai chưa biết thì luôn luôn là tam mao. Tâm mao có hai dạng tâm mao, một tâm mao khôn và tâm mao không khôn. Cảm biến nhiệt độ, về nhà lấy quẹt, lấy lửa hô, lung nóng lên chúng ta sẽ đo thay đổi như thế nào. Rồi buji, mô bin sườn. Rồi cảm biến VSS, về nhà dùng cái bộ giả lập quét. Rồi đây IC. Này. Đó, K12. Về nhà lắp chung SH-More A Black 213, 215 SH-More lắp chung được khá là nhiều. Đấy, lắp luôn cả những lọc xe lít đời mới bây giờ có khóa sờ mới cây cũng được. Rồi anh em nào yêu vào bờ. Rồi bu ly cứ tại sao cứ đi mua hàng quăng cho nó đắt. 350 một cái. Rồi ở đây còn cái bu ly của lít SCR. Đấy, bu ly 125, bu ly SH. SH thì nó giá tiền cao hơn. Tất cả hàng zin giá xe hết, về nhà lắp vào bảo hành khách hàng 1 năm trời cho Đình Tuấn. Hư, mình tặng cho mọi người cái bully khác. Nếu về nhà chịu khó thay phốt, vô mỡ, chịu nhiệt, nằm trong cái 3VB dẫn trượt. Về nhà cứ bảo hành cho khách hàng 1 năm vô. Năm sau khách hàng quay lại, 6 tháng quay lại bảo hành cho người ta. Nếu hư, Đình Tuấn tặng cho bully khác. Yeah. Bully này á, về nhà mua vỡ chạy trong 13 năm nữa chưa hư. Ok, cờ lít Valeo, K59 Valeo, nói chung là tá lả thì tung hết. Giá cực kỳ là rẻ. Đó. Ok rồi hết. Đó. Nào thì giả lập một thùng đây. Đấy này. Đấy. Nào thì anh em nào vào bờ đang hạ giá này, mua về nhà bán này, không ai mua này, hạ giá 200.000. 200.000 bán lỗ luôn, mua 250, bán 300 giờ bán 200. Lỗ, xả giá. Rồi, mới chịu nhiệt, về nhà lắp vào chén cổ, bu ly, bu yức thì 250.000 nửa ký, gọi là 500 gram. Đó. Mới chịu nhiệt, ngon bổ rẻ, săn, tươi, bổ rẻ. Hơi bị phê rồi đấy. Rồi, chụp buji giá hạt rẻ có chở. Rồi, mở. Người ta bán 250, mình cũng bán 250.
Đấy, anh em tin tưởng mình thì ủng hộ. Thiên Hạ cũng bán 250, cũng chẳng rẻ gì đâu. Có nơi bán 300, 350, mình 250, kiếm 10.000 một lon. Đấy, ok. Bán lon mỡ bò này lời được 10.000. Đấy, bán kèm theo phụ tùng, mua lẻ, không bán. Rất mong anh em thông cảm. Những anh em nào bảo, Toán ơi, ship cho mình một lon mỡ này, mình không ship được. Anh em thông cảm, có 10.000. Đấy. Mẹ ship vỡ mồm. Đấy, anh em nào đấy, kẻ qua. Bán thọ xe điện cho một dây 450k, 450k hết rồi, bán thọ xe điện ơi, còn 500k, bán thọ xe điện ơi. 450k, tạm thời đã hết. Chờ chuyến sau, hiện tại còn bộ dây 500k nha. Tất cả thông tin thắc mắc thì anh em hãy truy cập vào cái Zalo. Bộ dây điện 450k hết rồi, văn thọ xe điện ơi, còn 500k thôi. Rồi, buji trạng thái ở trời mưa, anh em nào ok vào bờ, mỗi người ủng hộ thay buji liên tục 20 cái, 30 cái cho nó hết, anh em mới về khoảng nửa tỷ, gọi là 500 cái, gọi là nửa tỷ. Đó, nửa tỷ thì anh em đã vào bờ mỗi người khoảng 20 cái, 10 người thì 200 triệu và bao nhiêu người đấy thì hết khoảng nửa tỷ cái buji. Rồi, comment. Đấy, anh em này ủng hộ 20 cái rồi. Còn tất cả quý khách về nhà thay mặn vào, thay miễn phí cũng được, đánh chiến lược. Đấy, làm cái gì làm lợi xăng tặng cái chục buji. Không, trời, anh chị làm cái lợi xăng em tặng cho anh chị cái chục buji. Thích nữa tặng luôn cái buji. Đấy, đó là cái chiến lược bảo hành cho người ta bình xăng 2 năm, lần sau thay lại tiếp tục thay buji và chụp và tiếp tục thay lọc gió và kế tiếp làm nồi. Ê, nồi tuôn lợi xăng thì hết. Ê, làm nồi có buji SH không ăn, em chỉ có buji chân dài chân ngắn thôi. Cái thùng bộ dây điện đó bao nhiêu tiền vậy Văn Thọ, anh có chơi không? Cái thùng dây điện đấy 4 triệu Văn Thọ ơi. Về nhà anh thay con IC 03 triệu cha rồi. Em cho bèo nhé, con IC về nhà anh phải thay được 2.8 triệu. Được chưa? Cái bộ cuộn điện của nó, cái mâm điện ở bên dưới có cả cái bu lăng đúng không? Ở trong hết nó bán cuộn điện và cái CKB không, gần 2 triệu. Anh thay cho em khoảng 1 triệu. Cái bu lăng đúng không? Anh chờ một thợ tâm mao nào đó bổ động cơ ra, cả bu lăng không ra, bị zin bu lăng đúng không? Lâm châm từ trường bị bể đúng không? Anh bán cái bu lăng ấy 350 nữa. Cái kim phun đấy anh phải bán được 600-700 kim zin. Cái dây ống xăng anh phải bán được 200-300. Cái motor bơm, cái thùng xăng, cái bô e, cái họng ga, cái TB hoặc là van từ cầm chừng lâu ngày nó bị òa. Đấy, rồi cảm biến nhiệt cũng phải là được 300 chứ. IAT đúng không? Cũng phải được 300 chứ. Đấy, cảm biến oxy đúng không? Báo sai giá trị điện áp gửi về IC. Mẹ lúc này IC cứ phun phịch ở trạng thái bởi vì giá trị điện áp từ O2 gửi về IC bị già, nua, thay con O2 bởi vì nghiêng xe, lật xe mới thay được 4,5 lít. Thì anh thử nhân lên. Thế thì mấy hồi mà kinh doanh mà không giàu thì cái đó thì phải có thời nhá. 4 củ. Cuộc đời mà chưa mua về nhà mà bảo thay IC lâu lắm, lỡ ngày mai chết dịch con IC lấy đâu ra mà thay. Cuộc đời cứ bảo là lâu lắm. Chúng ta phải nghĩ vào ngay vào ngày mai và phải làm luôn điều đấy. Chiến lược. Bởi vì bây giờ anh em không chịu đánh chiến lược mà hơi tí là cứ đi nhậu. Em nói ví dụ, mọi người bây giờ muốn có khách vào đúng không? Bình thường mọi người dám bỏ công ra mọi người chơi free với khách nào không? Đấy, cái quan trọng mọi người bây giờ thứ nhất là em vào đây em chia sẻ cái nữa này. Sắp hết pin rồi. Mọi người chưa làm, mọi người đã nghĩ tại sao, mọi người biết tại sao không? Mọi người chưa làm mà mọi người bảo mẹ chắc là bỏ cái công này ra chắc lỗ vốn, bỏ cái công này ra chắc thiệt thòi cho mình. Mọi người thử trong vòng khoảng một tuần đánh một cái chiến lược gì đó, mọi người phải đầu tư cái bảng. Em nói thật, không phải em là tài giỏi gì đâu, cái này em biết thì em chia sẻ thôi. Làm cái gì cũng vậy, kinh doanh bất kỳ cũng vậy, đầu tiên phải bỏ tiền, nó phải là lỗ đầu tiên, đừng có nói bảo lời. Bây giờ em đánh một cái như thế này, mọi người đồng ý không nha? 3 củ vào bờ, 3 củ có 10 bộ em mua hết. Em biết tính của anh, biết tính của em rồi. Không bao giờ cái bộ dây điện đấy mà em mua được khoảng 3,5 triệu, em bán cho anh em được 4 triệu, em lời 500 cả.
đố ở trên Việt Nam này hiện tại thằng nào bán bộ dây điện đấy full combo giá 3,7 triệu luôn đấy. Đấy, mọi người lên trên mạng đây, chả vờ mua full bộ dây điện của Lít hoặc là AB như nhau, có thằng nào trên mạng bán mọi người 3,5 triệu không? Đấy, 3,5 triệu về nhà sẵn sàng em chào mọi người 3,950 triệu ngày được chưa? Em nói có tem vậy luôn, mọi người cứ đăng lên Facebook đi. Alo. Rồi chuẩn bị bố về nhá, cúp máy nhá. Ok ok con nha, ngủ nha. Em dám đứng ra nói có tem mọi người điều đó luôn. Đấy, còn bây giờ làm ăn đầu tiên bây giờ không có khách hay bất kỳ anh em nào cũng vậy, hay bản thân em cũng vậy, để thành công thì đầu tiên chúng ta phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức. Không có không mở cửa hàng ra là có khách được. Chúng ta phải đánh đổi bằng gì? Không có tiền chúng ta phải bỏ công sức. Đó, như em anh em thấy không? Em livestream hàng ngày cái giọng em phải uống thuốc liên tục. Chưa kể anh em tới nhậu, hút thuốc thì anh em hỏi cái giọng của em coi nó có bể không? Live liên tục. Đấy. Live liên tục như vậy. Đấy, còn mọi người có mua hay không? Đó là ăn thua là em phải có duyên với mọi người. Bây giờ trong cuộc live em chia sẻ như này, đó là cái vấn đề em phải chia sẻ. Đấy, anh em yêu mến, rồi ủng hộ cái này em lời khoảng vài ngàn. Cái bộ dây điện này lời được 20-30 ngàn chứ mấy. Đấy, bộ dây điện này mọi người lên mạng lên coi có giá đó. Mới lên kem. Mọi người cứ tưởng là bán cái đồ này lời nhiều quá, chẳng qua là em bán số lượng lớn. Giống cái bộ làm thần y làm lợi sang vậy thôi. Nếu trong vòng em bán cho 10 ông thì em không thể nào bán giá đó được. Mọi người gọi điện thoại chắc em chết. Em phải dạy 50 ông cho tới 100 ông. Đó. Thì mọi người chắc mọi người làm ăn mọi người biết em không bao giờ bịt. Và gọi là cái từ không bao giờ bóp rãi mọi người bao giờ cả. Nếu phút này hư tất cả lỗi mọi người quay đầu. Rồi còn vấn đề bây giờ nhiều anh em phải bỏ bây giờ bỏ. Thứ nhất bây giờ mọi người không bỏ tiền nhiều trong cái việc kinh doanh, những anh em nào đang có đối thủ cạnh tranh này. Được chưa? Thứ nhất, bây giờ những anh em nào đang ế, anh em theo dõi cái video của em đúng 5 phút nữa thôi, em xin phép chia sẻ, có bữa nào em sẽ chia sẻ lâu hơn. Thứ nhất, bây giờ chúng ta đánh một chiến lược kinh doanh đồng thời là không bỏ vốn ra, chúng ta thứ nhất là lỗ hoặc thu về huề vốn là không đồng, nhưng không lỗ nhiều. Anh em dám bỏ công ra để chơi free 1 triệu 2 tờ châu săn không? Hay là bản thân anh em nghĩ trong lòng bây giờ lấy của con vợ 2 tờ châu săn trong chiến lược kinh doanh thất bại thì vợ la mắng. Trong làm ăn thì phải có thất bại, nhưng rủi ro ở đây không phải là tiền tỷ và tiền trăm triệu. Người ta có rất nhiều tỷ người ta còn chết, bởi vì người ta ham tiền người ta phải chết. Đó. Người ta đạt tới cảnh giới vài chục tỷ rồi, nhưng đôi khi người ta rơi xuống số 0, bởi vì người ta quá ham tiền. Kiếm được đồng tiền thì chúng ta không thể nào để đồng tiền đến mê hoặc được chúng ta. Kiếm đồng tiền để chúng ta bù đắp những gì chúng ta đang thiếu. Đừng có cố thấy người ta có 100 tỷ, mình đang có khoảng ước ao của cuộc đời này mình có 10 tỷ, nhưng mình tham thì cuộc đời mình đi sâu hơn nữa. Có nghĩa là lúc đấy thời cơ chúng ta đã hết. Chúng ta cứ bung cái gì chúng ta lỗ thì chúng ta sẽ tàn trò. Đấy, ví dụ như là thế. Còn bây giờ mọi người dám bỏ ra 1 triệu khi cửa hàng mọi người ế không? Mọi người chịu khó đi in tờ rơi, mọi người bỏ tôi tất cả những cái đèn xanh đèn đỏ gần nhất ở mọi người, thì mọi người không dám làm điều đó, mọi người sợ ngại. Ở mặt mũi này mà tự nhiên đi phát tờ rơi, đi tới hàng nhà ngại. Chúng ta không phải đi tới hàng nhà người ta hoặc là phát tờ rơi, chúng ta đưa cho người ta cái gì? Dí dao vào cổ, hoặc chúng ta bỏ thuốc độc người ta. Anh chị tất tế nhị, hoặc tới ngay những cái trường của con mình học. Nhưng nhiều anh em lại sợ là ngại. Gặp đứa con, gặp các bạn, bố mày phải đi phát tờ rơi. Bố phát tờ rơi nhưng bố vẫn cho con học ở cái trường đấy. Con buổi sáng vẫn được ăn sáng và uống sữa đầy đủ. Con vẫn có quần áo như bạn để tới trường đấy. Phải dạy cho con điều đấy thì mới ok. Đây, nhiều ông bố bản thân chúng ta tới trường phát tờ rơi sợ ngại. Thứ nhất là sợ phụ huynh nhìn vào ngại đánh giá. Tôi có xin các bạn đâu. Tôi chưa bao giờ xin các bạn. Còn các bạn được học trường đấy, tôi cố gắng học trường đó. Dù tôi làm cái gì miễn sao tôi cảm thấy hợp pháp. Được chưa? Phát người ta, anh chị, cửa hàng ủng hộ. Ok, làm một cái gì đó free cho người ta, chăm sóc cho người ta một tí. Nếu thật sự nhá, xui nhá, ở cuộc đời nhá, làm ăn thì phải có xui. 10 anh em làm điều đó thì đương nhiên sẽ có một ông thất bại. Thất bại thì phải bảo cho vợ để biết, chứ không phải thất bại để hai vợ chồng lục đục. Mất công coi clip video này
chửi tôi, đúng không? Làm hay không đó là tùy các anh. Đó, phải có sự thất bại ở trong đầu, làm là phải có sự thất bại, không thể nào thành công được. Đấy, thành công thì phải thời cho. Còn nếu cứ đùn đùn cắt vào, cảm thấy ok, cảm thấy cửa hàng này phục vụ có chuyên môn tốt, thì lần sau người ta có gì người ta cũng phải là để một cái tâm trong lòng. Dù người ta không sửa nhiều, người ta vứt ghé được một lần, thay một lon dầu, lời được mấy chục ngàn, chẳng hạn như thế. Nhưng các anh dám bỏ ra 1 triệu không? Phát tờ rơi làm bảng, thay dầu máy tặng dầu láp không đồng, coi như đầu tư 2 bình nhớt đó là 140.000, giờ thay 140.000 dám ra sửa xe không đồng nữa không? Rửa xe không đồng, lúc này mất điện nước, mất rơi vào 5.000, mình lỗ 5.000, mình bỏ thời gian ra mất khoảng 20 phút để mình chăm sóc cái xe đó, tự nhiên mình lại nghe thì Tuấn mất 5.000. Nhưng người ta bảo thằng này tốt, làm phục vụ cho khoảng 50 người khác, 10 người khác quay lại là được rồi. Đấy, nhưng anh em thật sự có anh em bây giờ tiền thì em không biết. Đó là cái chiến lược em muốn hướng dẫn cho mọi người. Còn anh em nào cảm thấy làm theo được cứ làm. Ở trên đời Việt Nam mình là ham rẻ, chất lượng là người ta sẽ ủng hộ mọi người. Nhớ tất cả để có thương hiệu Cát Trôn, rồi Mobi, hoặc là nhớt đại bàng của em gì đấy, hoặc là nhớt cầu của em bao nhớt này lắp vào sẽ không bao giờ bị gì. Tất cả đều nhớt có thương hiệu. Không phải là em thay cái nhớt này nhớt đều mà tặng cho anh em một chị, em làm bỏ công không hoặc là lỗ. Cái này là em tri ân, tri ân trả vờ, tri ân là tôi 5 năm mở cửa hàng đây, tôi tri ân trong vòng bao nhiêu lâu, đừng có nói là khuyến mãi vớ vẩn. Nhân dịp cửa hàng tôi hoặc là cái gì đấy trong vòng 5 đến 10 năm qua được hoạt động ở đây, cảm ơn tất cả quý vị khách hàng ủng hộ cửa hàng tôi, hôm nay tôi tri ân khoảng bao nhiêu người khách đó. Đấy, anh em có sức để làm không? Không có sức làm được nếu anh em biết đánh chiến lược. Thì lúc này xe vào nhiều, anh em ôi trời ơi, phê quá, phê quá, đủ quá, về không đồng. Nghe thằng Tam Mao tay ga Đình Tuấn thì mày ở trên mạng nói như kiểu đúng rồi ấy, thì mày hôm nay phê thế, ma biết thế đéo làm nữa ra xong, chửi tôi ngay. Còn khi mà các anh thành công, các anh có chửi tôi đâu, mẹ tính ra tay ga Đình Tuấn này nó bô trên mạng nói đúng, tôi nói là phải đúng, tôi nói được tôi làm được, nói không được thì không bao giờ tôi phét lăng ngày hôm nay cả. Những con xe cũng vậy, ở trên Việt Nam những thầy bảo tôi mẹ dạy không đúng, hiểu không đúng, đố những thầy đó dám tới đây gặp mặt để làm con xe với tôi. Ở những cái thầy mà ở trên 45 tuổi, nếu mà ăn được tôi phút này, mẹ tôi bò luôn. Tôi dám đảm bảo ra làm tất cả từ động cơ cho tới nồi. Nếu nhăn cho tôi kể cả sửa đồng hồ hay là tua đồng hồ hàn hơn tôi mất cái gì cũng mất. Nếu các anh trên 40 tuổi, giỏi cỡ nào thì giỏi, thạc sĩ hay là tiến sĩ, hay là bất gì là sĩ sĩ, hay là nghiên cứu sâu về lĩnh địa của FI, tới cứ ăn được tôi, chấp nhận tôi làm cái gì trên Việt Nam mình live stream luôn. Đúng không? Tất cả cho anh em tới học viên tới live stream thoải mái, cứ mặt tôi là live, tôi sẵn sàng quỳ và tôi sẽ phải bỏ số tiền ngu để tôi mua lấy cái ngông cuồng của tôi. Tôi dám khẳng định ở trên Việt Nam này luôn, nếu mà thầy không có chuyên môn cửa hàng sửa xe hàng ngày nha, tôi không biết là ông thầy là ông nào đứng trên bục giảng. Nếu một ngày không sờ vào cà lê, hàng ngày không có con xe phun xăng từ cứ lý thuyết không, tôi bao hết, dám khẳng định mọi người về điều đó luôn. Nói có tay ga thì Tuấn nói là phải có tem đấy. Đó là anh em phải làm cái chiến lược là như vậy chứ. Rồi, bây giờ anh em chưa làm ấy quá đấy. Còn tôi bây giờ cứ lên trên mạng tôi đọc vỡ bao vỡ vẩn, tôi có tiền ngày vài triệu ấy, không thể nào bì với tôi được. Alo. Rồi. Ok. Đấy. Còn tôi cứ lên trên mạng tôi cứ bô cái mồm vậy, tí nữa tôi kiếm mẹ vài trăm triệu bạc là chuyện bình thường. Mẹ nó khổ vậy. Mỗi người nó có một cái may mắn ở cuộc đời này, có mỗi người có một cái số riêng của người ta. Người ta chạm được cái mốc đấy. Đấy, và cái quan trọng người ta chạm được bao nhiêu lâu. Nên cái điều đó là chúng ta chẳng biết điều gì cả. Đấy, nên chúng ta chỉ biết là sống hàng ngày chúng ta phải cố gắng. Đấy, làm sao để làm tốt. Đấy, ok nhất. Cảm thấy vui vẻ trong người rồi. Đấy, các bạn có nào như tôi không? Bỏ tất cả vợ con đi ăn xong chỉ ở cái tiệm này thôi. Đấy, hy sinh một cái giá trị như vậy. Rất lâu rồi, không bao giờ, lâu lâu lắm mới đưa được vợ con đi ăn uống, không bao giờ được quần quại ở bên vợ con cả. Đấy, luôn luôn ở đây, nhiều lúc thật sự 2 giờ sáng anh em ôm vợ ở trong những giấc ngủ cực kỳ là nồng say, thì anh em được hưởng những cái hạnh phúc nhất ở cuộc đời. Thì tôi ở đây phải cày cuộn. Mỗi người có một cái cuộc sống nó riêng hoàn toàn. Để là gì? Để chúng ta kiếm được đồng tiền, để bù đắp vào những cái gì chúng ta chưa có, hay là bản thân tôi chưa có. Nhưng anh em được sinh ra bố mẹ cho lô đất,
thì anh em cần gì phải nghĩ ở cuộc đời này. Còn tôi được sinh ra nó không có một cái gì ở trong tay, tôi phải cố gắng hàng ngày tôi lê lết về phía vợ, gọi là từ lê lết luôn ở cuộc đời này, được phía vợ tôi kêu mang ở cuộc đời này, và cố gắng để tôi thoát ra, để cho cuộc đời này không bao giờ nói tôi là ở phía vợ nữa. Tôi phải ở cái nhà lầu 2-3 lầu chẳng hạn như vậy. Tôi phải đi con ô tô xịn sò. Là cái đó là những cái ước mơ bất kỳ một điều đó. Người nào trong cuộc đời, người ta phải cán mốc. Tôi chưa cán mốc điều đấy nên tôi phải cố gắng. Còn các anh có ô tô, có nhà, bố mẹ cho thì nó hoàn toàn là khác. Mỗi người có một cái cuộc sống riêng tư của họ. Đấy, thế thôi. Với tôi chia sẻ ở đây là nó phải là thế. Chẳng có gì cả. Tôi luôn luôn sẵn sàng ở cái phía vợ. Bất kỳ anh nào có giàu nhóm có gì đấy khinh bỉ tôi, đó là việc. Bởi vì các anh có cho tôi được cái gì không đấy, hội nhóm trên Việt Nam đấy, chê tôi thế nọ thế kia, phét lác trên mạng này hay nổ, không có cái gì đúng. Tôi có gì đâu đấy, tôi cũng chẳng cần bận tâm phải đi xin các anh có cái gì cả. Tôi chỉ biết là anh em nào tin tưởng ủng hộ, tôi sẽ xây dựng lên một ngày nào đó một cái gì đấy. Tôi cảm thấy cuộc đời này tôi cán được cái mốc đó thì tôi phải vinh dự cho một thằng tay ga Đình Tuấn. Có cái gì đâu mà chúng ta phải lấn xa lấn sấn. Anh Hoàng Kiểu chốt cái gì, anh chốt luôn bộ dây nữa 4 triệu nữa à? Hoàng Kiểu là ăn nhiều tiền rồi. Hoàng Kiểu bây giờ ok, chốt cho em cái bộ dây đấy 4 triệu chưa? Chốt em cái vào bờ luôn, gửi cho anh luôn. Đấy. Đấy. Hoàng Kiểu còn trên này không à? Còn like không? Không có, nhắn tin cho em nhá. Đấy, Hoàng Kiểu chốt luôn đúng không? Anh trai giúp em bê em cái thùng ấy lại, em phiền anh chút. Ok, tất cả full đủ cảm biến cho anh luôn. Rờ le thiếu thì em không biết nhá, bởi vì em không bao giờ làm ba cái chuyện mà rủi bu, rút ba cầu chì ra làm gì. Trong này nó có cái gì lấy cho mọi người cái đó luôn. Chẳng bao giờ giàu nghèo được cái cầu chì cả. Chẳng bao giờ giàu nghèo được con rờ le cả. Cảm biến mình không lấy thì thôi, có giá trị cao mình không lấy, kim full mình không đổi cái hư đi. Đây. Sống là nó phải là bẩm chất chuẩn. Rồi bây giờ anh sàng đây luôn, tí em bỏ trong bì kéo điện giật tê chim hết. Nhẹ nhẹ nó bể. Đó. Không bao giờ mẹ cuộc sống anh em mình này mẹ giàu nghèo chẳng cái gì cả. Đừng nên ba cái này chúng ta cũng chẳng đổi gì ở đây. Đúng chưa? Học ga này. Đấy, kim này, chưa mở ốc nha. Đấy, ốc hay không nó mở không em không biết, về nhà anh xúc giùm em. Kéo rời điện thoại em bể bố mất. Đây, bình xăng này, nguyên kiện này. Yeah. Rồi. IAT ở đây nha. Đó. Ok, nó như thế này thôi. Đây. Rồi, bộ mâm điện. Đây, tặng anh cánh quạt nha. Chứ mất công lại bảo em giữ cánh quạt lại. Đấy, có cả cánh quạt. Rồi, có cả cái phím của họng ga. Ok, em giữ làm cái gì đâu. Đấy. Rồi, cái này nó chỉ có như này thôi. Đấy, em chẳng biết. Đấy, đây, bộ dây điện. Bộ dây điện đầu tiên là đây. Relay. Đó, relay. Đây, cái mô bin về nhà anh cũng làm được 3 lít. Rồi, cảm biến nhiệt. Cảm biến gió thì nó lắp ở cái bầu boe. Rồi, oxy. Rồi, VS hết. Ở đây, nó còn cái này này. Van kiểm soát khí bay hơi. E-papo. Đấy, vẫn còn. Đó. Ok. Đấy, ok nhá. Đâu còn gì đâu, hết rồi. Mobin mà. Mobin. Còn nếu mà anh có cần buji thì em tặng cho cái buji. Đây. Buji thì em tặng buji đánh lửa ra ngoài nhé. Ok anh trai, thì trong cái chiến lược kinh doanh thì cuộc đời nó phải là như thế. Đúng, cái này anh em chỉ cần bán lửa lấy lại vốn, chúng ta đầu tư là có lợi nhuận. Đầu tư lợi nhuận hay không, kể cả đầu tư lô đất 2 tỷ trời trong vòng mày 2 năm bán lời có 50 triệu,
chết hơn cả tiền ngân hàng. 2 tỷ bỏ ra để nhận tiền ngân hàng, tháng lấy gần 14 triệu. Nhân cho 1 năm là bao nhiêu tiền? Đó. 1 tháng 14 triệu nhân cho 12 tháng trong vòng 1 năm, anh em đánh ra bao nhiêu tiền? 80 mấy triệu. Mà bây giờ đầu tư lô đất bán có 50 triệu, chấp nhận cuộc chơi. Bây giờ nó phà lên một phát, nó kiếm khoảng nửa tỷ thì sao? Bây giờ đời nó đen thì nó kiếm được qua 50 cho tới 100 khi đầu tư 1 tỷ, 2 tỷ. Đó, thì cái này nó cũng như thế đâu, cái này đầu tư nhỏ thì lợi nhuận nhỏ. Ồ. Vũ Phát, em chào anh. Nhanh có cái gì đâu. Đấy, tí em đưa vào. Đấy, lòng thòng á. À, cái này có bộ dây điện AB. À, dây điện nó có hai phân khúc. Đó, phân khúc ở dưới đít. Đấy, cùng ở dưới dưới đít. Đó, phía sau. Đấy, hai phân khúc. Đấy, cái này im lấy lại ngon thì ngày mai bán cho khách ở trạng thái quạt bị teo thôi để ăn. Rồi phím. Đấy, phím ở dưới cái họng ga. Rồi IC này thì tí em sẽ phải quấn lại, không nó bể, anh cứ bỏ cho em, tí em sẽ quấn lại. Cái này phải bỏ xuống dưới. Khéo nó gãy cái chấu CKB kìa, cho nó quay vào trong á. Để ngược lên nhé. Ngược lên mà cái chấu quay vô trong nhé. Ok. À, tội công tử xe mẹ vào đây học cả ship cả hàng nữa. Sao mà chắc bán hàng online. Đây. Đấy, đủ mẹ. Quá rẻ. Chần chừ cuộc đời này cứ ham rẻ là mất. Bởi vì cuộc đời này có rất nhiều người tiền, nhiều tiền. Cái đó để em kéo gái cái kim phun. Đấy. Cuộc đời này chỉ cần chậm một cái là mất ngay. Nó đơn giản buôn con xe hay đầu tư. Chỉ cần chúng ta kỳ kèo khoảng vài ngàn một cái là chúng ta sẽ mất ngay. Chỉ cần kỳ kèo ham rẻ là chúng ta sẽ mất ngay ở trong cuộc chơi này. Bởi vì có rất nhiều người nhiều tiền. Đấy, ở xã hội này nhiều người tiền nhiều lắm. Như kiểu đấu giá lô đất cũng vậy. Đấy. Nhiều thằng mẹ lô đất này nó chỉ là bước thứ 7 là bây giờ ra đã bán xịt khói đỏ khói đen rồi. Còn thằng tiền nhiều nó đấu lên tới cái giá bước thứ 10 sẵn sàng mua đất để đó ngâm chứ biết bán ra lỗ bởi vì người ta có tiền. Đấy. Thôi em không làm phiền mọi người nữa. Cảm ơn tất cả mọi người luôn luôn đồng hành và theo dõi những video này. Hôm nay có nhân viên mới à? Chào mô tô Hoàng Thảo. Thảo mô tô. Rồi, tất cả anh em nào yêu quý truy cập cho em cái đường link Zalo 0909 7 5993. Còn cái nắp đây nhé, cái nào. Lại cái bay hết hàng. Đủ chưa cái này, đủ chưa? Đủ nè. Đủ rồi. Hả? Đủ đó. Không dài cả. Đủ thật y này, chơi món này mới ghê này anh em này. Thật y. Đó, thật y công từ xe này. Đó. Ghê không? Mai lấy cái nắp van vặn nữa này. Đủ ghê không? Đủ cái này đâm chắc chết người luôn quá. Cái này ông đi mai đi máy bay, ông đi xe đò đi. Máy bay không cầm theo đâu. Đi máy bay cái này nó bắt bỏ lại ngay. Đi xe đò đi. Thôi chấp nhận đi xe đò đi. Hoặc là ship. Đủ cái này mà đi máy bay thì không được đâu anh em ạ. Đủ nó tưởng là vũ khí. 13 cây này cho 13 hành khách thì gặp nguy hiểm trên xe bất kỳ lúc nào. Khi công tử xe lúc đấy mẹ nó chích đá. Ừ. Rồi, anh em thấy không? Ghê không? Đồ này đúng là ghê thật. Cái này lá cờ này. Đấy, lá cờ. Đồ anh ghi hai số luôn. Ghi hai bên.
51 15 51. Tôi bỏ hộp, gớm không? Mẹ mà công tử xe giàu tới mức độ như vậy rồi. Nó chẳng kê cái tên công tử xe chẳng khác gì như kiểu công tử Bạc Liêu ấy. Công tử Bạc Liêu lấy tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu. Công tử sửa xe đi chọt xăng miễn phí cho 100 xe đầu tay. Loa khu vực tôi hôm nay tri ân khách hàng, 100 khách hàng đầu tiên được máy chọt bình xăng miễn phí. Quá chiến lược kinh khủng. Đấy, về nhà làm chiến lược 50 xe thôi, 100 xe đủ ăn chọt gãy. Gãy tay ấy. Rồi anh em nghỉ đi nhá. Em like cái này nó bị dư khả năng mới trong người của em. Ui giời ơi, 1 giờ 45 phút, 1 giờ 40 phút chẳng khác thì hơn một trận bóng. Thank you mọi người, em offline.